Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 821, người phải sống, nữ nhi còn đang chờ chúng ta, ta biết, đây cũng là khương quán vừa rồi tuyệt không cùng phó nương tử nói tỉ mỹ nguyên nhân chỉ là uyển chuyển nghe ngóng vài câu. Sư phó, một hương cùng nghiêm đại phu hai người từ trên lầu đi xuống, một hương thần sắc có chút lộ vẻ xúc động, vị kia phó đại nương thân thể rất suy yếu, cho dù hôn mê, còn tại hô hào níp níp, nhìn ra được, nàng thật đặc biệt tưởng niệm nữ nhi, một hương trong mắt còn ẩn ẩn mang theo ao ước, mẹ nàng chưa hề dùng ôn nhu như vậy ngữ khí hô qua nàng, người thế nào, hương quán nhìn về phía nghiêm đại phu, nghiêm đại phu thở dài, không phải cái gì bệnh nặng, chính là ưu tư quá nặng tăng thêm thời tiết lạnh cho nên nhiễm phong hàn nàng có khúc mắt cái này tâm kết một ngày chưa trừ diệt cái này bệnh cũng không phải là tùy tiện tốt chỉ có thể ốm yếu nuôi tâm bệnh còn cần tâm dược y một hương cảm thán một câu nếu là con gái nàng xuất hiện ở trước mặt nàng ta đoán chừng nàng có thế nháy mắt thuốc đến bệnh trừ tìm người nào có dễ dàng như vậy nghiêm đại phu cảm thán một câu hương quán cùng tống cử uyên liếc nhau đã một hương không nhìn ra bọn hắn tạm thời không có sách, miễn cho một hương cũng đi theo không vui một trận, sắc trời không còn sớm, các ngươi sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi, Tống Cửu Uyên muốn cùng Khương Quán cẩn thận thương lượng một chút, Khương Quán liền phụ họa nói, ngày mai còn muốn đi đường, một hương các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, còn làm phiền phiền nghiêm đại phu lưu ý thêm lưu ý, vị kia đại nương thân thể khó chịu, rất có thể nửa đêm tới tìm ngươi, các ngươi đều an tâm nghỉ ngơi, cái này sự tình giao cho ta, nghiêm đại phu ôm lấy trách nhiệm, Khương Quán là một hương sư phó, liên đới hắn cũng đối Khương Quán hết sức kính trọng, chỉ là nhớ tới vừa rồi Khương Quán cho Nguyên Nguyên cho ăn đường đậu, nghiêm đại phu rất là xoắn suýt, cha nuôi, làm sao rồi, một hương gần đây cùng nghiêm đại phu quan hệ đặc biệt tốt, cho nên liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, Khương cô nương, ta có thể nhìn xem ngươi cho Nguyên Nguyên đường đậu sao, cái kia lui nóng a. À. Khương Quán bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn, nặc, cái này. Nghiêm đại phu xoắn suýt lâu như vậy, chính là biết cái này sự tình xác thực khó mà nói. Cái này không chừng là người ta sư môn truyền thừa, hắn không nên hỏi, thế nhưng là hắn thật nhiều hiếu kỳ, không nghĩ tới cương quán thế mà sản khoái như vậy. Cái này phối phương ta về sau tóm lại là muốn dạy cho một hương. Khương quán dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng nói ngay vào điểm chính, ngươi là một hương cha nuôi, cho ngươi xem một chút không sao, chẳng qua đây là chính ta nghiên cứu ra được, hy vọng ngươi đừng truyền ra ngoài ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nghiêm đại phu vội vàng cam đoan về sau ta đồ vật cùng truyền thừa cũng là muốn cho một hương trừ nàng ta về sau cũng sẽ không lại thu đồ trước kia hắn là có đồ đệ từ khi vợ con xảy ra chuyện về sau hắn lập chí báo thù liền cùng đồ nhi đều đoạn tuyệt quan hệ miễn cho bị bạch lão đầu phát hiện liên lụy bọn hắn bây giờ đã quên đi tại giang hồ sư phó yên tâm ta càng sẽ không tiết lộ một hương vội vàng cam đoan nàng không chỉ có sẽ đốc xúc mình, sẽ còn giám sát cha nuôi. Khương Quán tự nhiên là tin nàng, hôm nay nàng cùng Tống Cửu Uyên chỉ thuê một gian phòng, bây giờ hắn đã biết nàng không gian, hai người cũng không cần thiết tránh, huống chi hắn còn có thể không gian cho nàng làm việc đâu. Vừa vào nhà, Khương Quán liền dẫn Tống Cửu Uyên tiến không gian, hai người tọa hạ bắt đầu thương lượng, nói một chút ngươi ý nghĩ, quán quán, ta nhớ được ngươi biết hội họa, Tống Cửu Uyên đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một câu để Khương Quán hiểu ra, ta minh bạch, hai người tâm hữu linh tê, nghĩ đến cùng một chỗ đi, tống cửu uyên mài mực, Khương Quán cầm bút bắt đầu họa phục linh nhỏ giống, Quán Quán, ngươi trước vẽ lấy, ta đi cấp ngươi nấu nước nóng, thuận tiện chuẩn bị một chút ăn, tống cửu uyên bây giờ tại không gian đã lái xe kinh thục, cũng có thể tìm tới Khương Quán chỉnh lý đồ tốt, Khương Quán không có về hắn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nửa canh giờ trôi qua, nàng nhìn dưới ngòi bút sinh động như thật phục linh hài lòng nhẹ gật đầu đem phục linh nhỏ giống hông khô nàng nhấc chân ra phòng tống cửu uyên đã cắt gọn hoa quả trả lại cho nàng ép một chén nước trái cây ta cảm thấy ngươi càng ngày càng tài giỏi khương quán nếm thử một miếng dưa ha mi ngọt ngào cùng nàng tâm tình đồng dạng họa thế nào tống cửu uyên thay nàng đem nước nóng bỏ vào trong thùng tắm còn vung một chút cánh hoa đường đường chiến thần trong lòng yêu trước mặt nữ nhân như thế cẩn thận khương quán không khỏi lộ vẻ xúc động ta phơi trong phòng ngươi có thể đi xem một chút vậy ngươi trước rửa mặt, Tống Cửu Uyên cũng không vội, Khương Quán trong phòng tắm rửa, hắn ngay tại bên ngoài tùy ý giặt, rửa mặt xong Khương Quán lại uống một chút nước trái cây, lúc này mới ngủ say sưa quá khứ, có lẽ là biết Khương Quán hiếu kỳ người nhà họ phó thái độ, Tống Cửu Uyên đều không chút náo Khương Quán, bởi vì không gian có thời gian chênh lệch, cho nên thỏa mãn ngủ một giấc về sau, Khương Quán đang bào chế dược liệu, Tống Cửu Uyên thì cầm trước đó Khương Quán ném ở một bên đỏ phỉ bắt đầu điêu khắc, hai người cắt bận biểu cắt, chờ trời sáng lúc, tống cửu uyên lòng bàn tay ngọc bội đã nhanh muốn thành hình, không gian này thật thần kỳ, ta cảm giác thời gian đã qua hồi lâu, bên ngoài mới hừng đông, ta thường xuyên lợi dụng cái này lệch giờ học đồ đâu, học so với người bình thường làm ít công to, Khương quán kiêu ngạo cười cười, ngươi về sau nếu là muốn vào đến, tùy thời cùng ta nói, ta biết quán quán để ý ta, tống cửu uyên nắm khương quán tay, ôm nhu hôn một cái mô bàn tay của nàng, nhưng tấp nập ra vào sợ là sẽ phải gây nên người khác chú ý ngươi tiến đến, ta giúp ngươi giữ cửa ải chính là, chính hắn đều bị không gian này hấp dẫn, vừa nghĩ tới không gian tiết lộ sợ sẽ khiến người khác ngấp nghé, tống cửu uyên liền không nhịn được căng dặn thương quán, được rồi, không nói những cái này, chúng ta dứt khoát tại không gian ăn điểm tâm đi. Thương quán ở ngay trước mặt hắn từ khố phòng tìm ra trước đó từ hoàng cung ngự thiện phòng thu sớm một chút, tống cửu uyên, cách không được hắn cảm thấy trước đó quán quán lấy ra điểm tâm quen thuộc, tình cảm đều là nàng từ hoàng cung dọn tới. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tống Cửu Uyên tuyệt không chỉ trích Khương Quán, ngược lại cùng nàng cùng một chỗ vui vẻ chia sẻ sớm một chút, ăn xong về sau hai người mới ra ngoài, một hương chính chờ lấy bên ngoài, sư phó, các ngươi lên nha, đêm qua cha nuôi ta lên nhiều lần, tựa như là vị kia đại nương phát nhiệt, một hương đáy lòng có chút ấy nấy, nàng ngủ cho ngon, cũng không có chú ý đến, ta đi qua nhìn xem, Khương Quán đêm đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhỏ giống đặt ở trong tay áo, nhất chân hướng phía người nhà họ phó phòng đi đến. Cửa phòng mở ra, mơ hồ có thể nghe thấy Phó Trăng tại cùng Nghiêm đại phu nói, Nghiêm đại phu tại căn dặn hắn làm sao điều dưỡng, Khương Quán còn tống cửu uyên gần đây lúc, phó nương tử ôm lấy Nguyên Nguyên xa xa đứng tại một bên, phó mẫu hư nhược nằm ở trên giường, phó cha lôi kéo nàng tay thấp giọng trấn an, "Nương tử, ngươi phải sống a, à, nữ nhi còn đang chờ chúng ta đâu, đúng, Niếp Niếp còn đang chờ ta." Phó mẫu miệng bên trong lẩm bẩm, Khương Quán tiến lên mấy bước, đối Phó Trăng nói: ta cũng hiểu sơ chút y thuật, có thể hay không thay mẫu thân ngươi nhìn một cái, có thể, phó trăng đôi mắt sáng lóng lánh, đêm qua nương tử cùng hắn nói vị cô nương này đường đậu để nguyên nguyên hạ sốt, cho nên hắn đối Khương Quán tràn ngập tín nhiệm, Khương Quán mỉm cười tiến lên, ngữ khí ôn hòa, phu nhân, ta trước thay ngài tay cầm mạch, nàng có chút đưa tay, một tấm nhỏ giống từ trong tay áo rơi ra, vừa vặn rơi vào trên giường, chương 822, Khương cô nương là cố ý để chúng ta trông thấy tấm kia nhỏ giống a, à, ngươi đồ vật rơi. Phó cha đưa tay nhặt lên Khương quán rơi tại trên giường nhỏ giống, đang muốn đưa cho Khương quán, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Cái này. Cái này, phó cha nói năng lộn xộn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, đại não giống như là thắt nút, phó Trang nghi ngờ tiến lên trước nhìn thoáng qua, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cô nương này cùng nguyên nguyên giống như, nhanh, nhanh cho ta xem một chút, phó mẫu nghe xong kinh ngạc vạn phần giống nguyên nguyên không phải liền là nàng níp níp sao phó cha khẩn trương đem nhỏ giống đưa cho phó mẫu nhìn lớn cỡ bàn tay nhỏ giống người ở bên trong cực giống nàng ban đêm ngày nhớ đêm mong người phó trăng trước hết nhất tỉnh táo tới mắt đỏ vành mắt hỏi khương quán khương cô nương xin hỏi cô nương này là là sư điệt ta khương quán dường như nhìn không hiểu bọn hắn lộ vẻ xúc động nàng từ phó mẫu cầm trong tay về phục linh nhỏ giống một hương đầu vương đi ra liếc qua sư phó ngươi họa cùng sư tỷ giống như a à sư phó của nàng thật sự là lợi hại. chờ một chút, một hương bỗng nhiên trợn tròn con mắt, bỗng nhiên nhìn về phía người nhà họ phó, nàng liền nói làm sao thấy người nhà bọn họ cảm thấy đặc biệt thân thiết, nhìn quen mắt. rõ ràng là bởi vì bọn hắn cùng phục linh sư tỷ dáng dấp rất tương tự a. À. nàng che miệng, sư tỷ chẳng lẽ chính là các ngươi thất lạc nhiều năm nữ nhi a, à? đứa nhỏ này ở đâu? phó mẫu kích động người đều tinh thần mấy phần, đạt được mục đích, hương quán cùng tống cửu uyên hai người đối mặt cười một tiếng nàng lòng bàn tay vuốt ve nhỏ giống phục linh là ta sư huynh nhặt về đi dược vương cốc hài tử dược vương cốc là có rất nhiều thần y dược vương cốc phó trăng kinh hỉ vạn phần phó nương tử bọn hắn mặc dù không hiểu nhưng cũng ý thức được cô nương này đợi địa phương không phải bọn hắn người bình thường có thể đi vào vâng một hương kiêu ngạo ngước cổ sư tỷ ta từ nhỏ đi theo sư thúc học y còn thường xuyên vân du tứ phương chăm sóc người bị thương là cái ưu tú hài tử phó mẫu bụng mặt khóc trống lên nàng nghẹn ngào mấy câu mới nói đây nhất định là ta nếp nếp ta ngoại tổ nhà đã từng liền đi ra đại phu cho nên nàng mới có cái thiên phú này nương tử ngươi trước tỉnh táo phó cha nắm lấy phó mẫu tay sợ nàng làm bị thương thân thể chúng ta cẩn thận hỏi một chút khương cô nương như kia thật là chúng ta nếp nếp chúng ta nhất định phải đưa nàng tìm trở về đúng tìm trở về phó mẫu cầu khẩn nhìn qua khương quán khương cô nương ngươi có thể hay không lại báo cho ta một chút tin tức của nàng phó trăng vội vàng nói tiếp ví dụ như nàng bao lớn thời điểm bị sư phó của nàng nhặt về đi trên thân còn có cái gì đặc thù sao cụ thể ta không hỏi qua sư phó dù sao đây là nàng tư ẩn khương quán xác thực không biết những cái này tại phó trăng nhiều lần thỉnh cầu dưới khương quán đem dược vương cốc địa chỉ cho bọn hắn dược vương cốc người ngoài không thể đi vào chẳng qua các ngươi có thể báo tên của ta chờ ở bên ngoài nhất đẳng phục linh tự sẽ từ dược vương cốc ra tới nếu nàng thật là các ngươi nữ nhi còn hy vọng các ngươi không nên thương tổn nàng. Khương cô nương yên tâm, mặc kệ nàng có phải là muội muội ta, chúng ta cũng sẽ không tổn thương nàng. Phó trăng vội vàng thay cha mẫu làm ra cam đoan, phó cha cùng phó mẫu cũng liền gật đầu liên tục. Sau đó Khương quán lại thay phó mẫu bắt mạch, có lẽ là biết phục linh tin tức, phó mẫu thân thể thế mà chuyển biến tốt một chút, chờ rời đi phòng lúc, phó cha bồi tiếp phụ mẫu. Phó Trăng hai vợ chồng ôm lấy nho nhỏ nguyên nguyên đi ra gian phòng. Khương Cô Nương là cố ý để cha mẹ ta trông thấy tấm kia nhỏ giống a, Phó Trang là cái sẽ làm sinh ý thương nhân, hắn đầu óc không ngu ngốc, suy nghĩ kỹ một chút liền có thể nghĩ đến Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên làm như thế nguyên nhân. Vâng, Khương Quán thản nhiên thừa nhận, ta trên người các ngươi trông thấy phục linh cái bóng, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, chẳng qua ta không có sư phó thông minh, một hương có chút ảo não, nàng làm sao liền không có phát hiện bọn hắn cùng sư tỷ tương tự đâu, chẳng qua còn tốt sư phó của nàng thông minh, nghiêm đại phu cũng coi như thấy rõ, hai vợ chồng này tìm người cùng khương quán một hương bọn hắn rất quen thuộc, hắn thức thời không có phát biểu, chỉ là nhắc nhở ôm lấy hài tử phó nương tử, mặc kệ là vị phu nhân kia, vẫn là nguyên nguyên, thân thể của các nàng không cho phép lại tiếp tục bôn ba, đề nghị các ngươi lại khách sạn tỉnh dưỡng mấy ngày, ta sẽ cho Phục Linh đi tin nói rõ tình huống. Khương Quán cũng đau lòng rất đáng yêu yêu nguyên nguyên, phó nương tử cảm kích cười cười, tạ ơn sư phó, ta cho các ngươi làm điểm tâm, một hương khi còn bé trải qua thương tích, cho nên khương quán đối nàng tốt, nàng cũng luôn luôn hết sức đối khương quán tốt, được, khương quán cùng tống cửu uyên các nàng xuống lầu ăn một chút điểm tâm, bởi vì hai người tại không gian nếm qua, cho nên ăn không nhiều, ngược lại là nghiêm đại phu ăn không còn một mảnh, đây chính là nữ nhi làm, hắn không đành lòng lãng phí, cơm nước xong xuôi về sau, khương quán trở về phòng viết một phong thư, để tống cửu uyên ám vệ đưa đến dược vương cốc đi. Sau đó các nàng dọn dẹp một chút dự định xuất phát, kết quả vừa ra cửa, liền mơ hồ nghe thấy người nhà họ phó tại cãi nhau. Phó nương tử thanh âm cất cao, điên, các ngươi đều điên, ta nguyên nguyên đã dạng này a, à. các ngươi làm tổ phụ tổ mẫu cũng không biết đau lòng đau lòng hài tử sao. Sau đó Khương Quán liền nhìn thấy phó nương tử ôm lấy nguyên nguyên từ trong nhà ra tới, nàng mặt đầy nước mắt, hiển nhiên là ủy khuất. Nguyên Nguyên nhìn thấy Khương Quán, ủy khuất méo miệng, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đi xuống trước, ta bồi bồi nguyên nguyên. Khương Quán đưa trong tay đồ vật đưa cho Tống Cửu Uyên, để hắn cầm tới trên xe ngựa đi, mình thì đuổi theo phó nương tử. Đây là làm sao rồi? Khương cô nương, ngươi mau vào, bên ngoài lạnh. Phó nương tử vào nhà về sau vội vàng đưa cho Khương Quán một cái thang bà tử, nói nói liền không nhịn được rơi nước mắt, cô em chồng có như thế tin tức xác thực, ta vốn nên là rất vui vẻ, thế nhưng là ngươi cũng trông thấy, ta cha mẹ chồng vì cô em chồng Căn bản liền không để ý nguyên nguyên thân thể, người bà bà thân thể cũng hao tổn lợi hại, tốt nhất tỉnh dưỡng mấy ngày. Khương quán thở dài, nàng không có trải qua những cái này, tạm thời còn không có cách nào chung tình một cái mất đi hài tử mẫu thân là như thế nào nghĩ, nhưng từ lý trí góc độ đến nói, bọn hắn xác thực không nên gấp gáp như vậy, cho nên ta mới khuyên bọn họ, nhưng bọn hắn lão hai người không nghe. Phó nương tử bị tức khóc, ta cũng không phải không quan tâm cô em chồng, ta, mẹ, đừng khóc nguyên nguyên nhìn mẫu thân mình khóc không thành tiếng vội vàng tay chân vụng về cầm nhỏ khăn cho phó nương tử lau nước mắt tạ ơn nguyên nguyên nương không có việc gì phó nương tử hít mũi một cái đúng vào lúc này phó trăng đuổi đi theo nhìn thấy khương quán hắn có chút xấu hổ thương cô nương ta trước đó không phải dặn dò qua để nguyên nguyên cùng mẫu thân ngươi tỉnh dưỡng hai ngày a à. khương quán thật không có chỉ trích hắn dù sao cái này sự tình dù ai trên thân cũng nhịn không được mẹ ta quá muốn muội muội Phó Trăng bất đắc dĩ thở dài, ta khuyên như thế nào đều không nghe, còn không phải lập tức xuất phát, vậy ngươi mang đưa ngươi cha mẹ đi thôi, ta cùng Nguyên Nguyên tại khách sạn chờ ngươi. Phó Nương Tử ôm chặt Nguyên Nguyên, trong lòng vô cùng ủy khuất, bên ngoài băng thiên tuyết địa, Nguyên Nguyên căn bản là chịu không nổi đông lạnh, hắn cái này làm cha thật sự là nhẫn tâm. Chương 823, Sư Phó, Sư Tỷ đến rồi, không được, đem các ngươi hai mẹ con nhét vào khách sạn ta làm sao lại yên tâm. Phó Trang cự tuyệt đề nghị này, hắn mặt mày ủ rũ, một bên là vợ con, một bên là phụ mẫu cùng muội muội, nhìn hắn đau khổ ngồi sổng trên mặt đất bảo khóc, phó nương tử có chút không đành lòng, nhưng nhìn liếc mắt hư nhược nguyên nguyên, nàng lại trương không được cái này miệng, ta giúp các ngươi đi khuyên nhủ đi, Khương Quán cũng không nỡ để nhỏ như vậy nguyên nguyên bị tội, đưa ra cùng phó mẫu bọn hắn tâm sự, phó nương tử mặt mũi tràn đầy cảm kích, Khương cô nương, cảm ơn, cảm ơn ngươi, tạ ơn Phó Trăng một đại nam nhân cảm động khóc, Khương Quán thủ nhất không được cái tràn diện này, hốc mắt nóng một chút, có gió mê mắt, Phó Trăng gõ vang cửa phòng, mang theo Khương Quán vào phòng, lúc này Phó Mẫu ôm lấy Phó cha khóc trống, nhìn thấy Khương Quán, nàng vội vàng xoa xoa nước mắt, Khương cô nương, ngươi có thể hay không nhiều lời nói phục linh sự tình, nàng là một cái người rất hiền lành, Khương Quán không có kích động nàng, đầu tiên là ấm giọng thì thầm nói một chút cùng phục linh chung đụng chi tiết, Phó Mẫu nghe được có chút nhập thần dần dần, khóe miệng nàng nhiễm lên nụ cười, ấy nấy lại kiêu ngạo nói, sư phó của nàng đưa nàng nuôi nhiều tốt, đúng thế, thương Quán đối sư huynh cảm quan rất tốt, đại sư huynh của ta là cái phi thường lợi hại thần y, phục linh y thuật cũng coi như không tệ, chờ ngươi thấy nàng, có thể để nàng cho ngươi xem một chút thân thể, ta quá muốn nhìn thấy nàng, phó mẫu nụ cười đắng chát, có chút khẩn trương sửa sang hơi có chút loạn phát, tướng công. Ngươi nói hài tử có thể hay không trách chúng ta làm mất nàng, là ta không tốt, là ta không xem trọng nàng, nương tử, phó cha liên thanh trấn an nàng, sẽ không, chúng ta đều không phải cố ý làm mất nàng, nàng nếu là trách chúng ta, chúng ta muốn bao nhiêu thông cảm nàng, dù sao nàng ở bên ngoài ăn nhiều như vậy đau khổ, đời này còn có dài như vậy, chúng ta có thể chậm rãi đền bù nàng. Đúng vậy a, à, nương, nhi tử đã có thể một mình đảm đương một phía, các ngươi về sau cứ việc đền bù muội muội chính là, không chỉ có là các ngươi Ta cũng sẽ tận lực đối muội muội tốt." Phó Trang lời này phát ra từ phế phủ, đối với từ nhỏ mất đi muội muội, hắn cũng là ấy nấy, hắn nghe Nương nói, bởi vì hắn muốn mua hoa đăng, Nương ôm lấy bọn hắn chen trong đám người, mới có thể bị chen đổ ném muội muội, nếu là hắn không tùy hứng đi muốn nhìn hoa đăng, muội muội liền sẽ không ném, đúng, chúng ta đều muốn đối nàng tốt." Phó mẫu tự lẩm bẩm, "Tướng công, đạt đến, chúng ta nhanh đi tìm nàng đi, nàng khẳng định đang chờ chúng ta." Phó Trăng do dự nhìn về phía Khương Quán, Khương Quán cười một cái nói, Đại Nương, ngươi biết Phục Linh ghét nhất người nào sao, người nào, cái này Phó Mẫu là thật hiếu kỳ, nàng không thể phạm nữ nhi kiên kỵ, thân là đại phu, chúng ta ghét nhất chính là bất tuân lời dặn của bác sĩ bệnh nhân. Khương Quán nhìn chầm chầm trong mắt của nàng, hết sức chăm chú nói, Đại Nương ngươi bây giờ là bệnh nhân, phải làm nhất chính là nuôi một dưỡng sinh thể, ta đã cho Phục Linh đi tin, đến lúc đó ngươi nhất định có thể tìm tới nàng ta thực sự quá muốn nàng phó mẫu kỳ thật trong lòng đều rõ ràng thế nhưng là nàng tâm cùng mèo cào giống như khó chịu thực sự khó mà bình tĩnh mẹ chờ ngươi thân thể tốt một chút ta tự mình mang các ngươi đi phó trăng cũng liền bận bịu cam đoan phó mẫu ánh mắt rơi vào theo sát tiến đến nguyên nguyên trên thân thở thật dài được thôi vậy ta đợi thêm một chút nhiều nhất ba ngày tạ ơn nương phó nương tử gặp nàng rốt cục buông lỏng cảm kích liếc khương quán chỉ cần nàng nguyên nguyên tốt Nàng về sau nhất định sẽ đối tìm trở về cô em chồng tốt, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, khương quán cũng rốt cục có thể yên tâm rời đi, nàng đứng dậy cáo từ, vậy ta đi trước một bước, như Phục Linh thật là các ngươi hài tử, đến lúc đó nhớ kỹ để nàng cho ta báo tin vui, cảm ơn, cảm ơn, phó cha ăn nói vụng về, chỉ có thể nói cảm ơn liên tục, ngay tại khương quán dự định lúc rời đi, một hương kích động xông lên lầu, sư phó sư phó, sư tỷ đến rồi, cái gì? trên giường phó mẫu một cái kích động ngã xuống đất vẫn là phó trăng cùng phó cha phản ứng nhanh hai người liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ lên đại nương ngươi trước đừng kích động một hương có chút ảo não nàng vừa rồi không nên như thế nôn nôn nóng nóng nhưng nàng thực sự quá yêu thích a à, sư tỷ có thể tìm tới yêu thương nàng người nhà nàng đánh đáy lòng thay nàng vui vẻ phục linh đâu hương quán ánh mắt rơi vào theo sát phía sau tống cửu uyên trên thân tống cửu uyên không có vào nhà mà là đứng tại cổng trả lời mới tống dịch đi đưa tin thời điểm, gặp gỡ tới tìm ngươi phục linh cùng trình cẩm, chẳng qua bọn hắn cướp trình chậm một chút, khả năng còn muốn chờ một lúc đuổi tới bên này, vậy chúng ta ngay tại khách sạn chờ một chút nàng. Khương quán sợ hải tháng phục tại duyên phận đến như thế diệu, có lẽ là lão thiên cũng thương hại người nhà họ phó tìm nữ sốt ruột, cuối cùng thiện đãi bọn hắn một lần, quá tốt, phó trăng cùng phó nương tử hai người nhìn nhau cười một tiếng, Giờ phút này tất cả mọi người đáy lòng đều nóng bỏng hy vọng Phục Linh chính là thân nhân của bọn hắn. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy thất lạc nhiều năm nữ nhi, phó mẫu kích động dắt lấy phó cha tay nói, tướng công, nhanh, ngươi mau giúp ta cầm kiện vừa vặn quần áo, giúp ta chỉnh lý chỉnh lý, nhiều năm như vậy không gặp, không thể cho nếp nếp lưu lại ấn tượng xấu, vân vân vân, ta biết, phó cha cũng kích động tay đều đang phát trung, khương quán quan tâm đem không gian lưu cho bọn hắn, vậy các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta đi cổng nghênh nghênh đúng muốn đi cổng nghênh đón ta cũng muốn đi phó mẫu chân vẫn là mềm căn bản liền không có tinh lực này khương quán vội vàng khuyên nhủ các ngươi vẫn là trước tiên ở trong phòng đợi chút đi không nói thân thể nguyên nhân ta sợ phục linh vừa biết được tin tức này có chút không chịu nhận ta sớm tìm kiếm ý nghĩ của nàng khương cô nương suy xét đúng chúng ta không thể gây nên tiểu muội phản cảm phó nương tử cảm thấy khương quán nói rất đúng đến cùng là cha mẹ làm mất tiểu muội không chừng tiểu muội trong lòng vẫn là oán nhiều năm như vậy cũng chờ cũng không nhất thời vội vã phó cha cầm phó mẫu tay nàng nếu là không nguyện ý thấy chúng ta chúng ta liền lặng lẽ nhìn nàng một cái tốt ta đều nghe các ngươi phó mẫu giống như là làm bằng nước lại suýt chút nữa khóc lên khương quán tống cửu uyên mang theo một hương rời đi phòng sư phó đây không phải thật cao hứng sự tình sao vì cái gì không để bọn hắn xuống dưới chờ sư tỷ a đối một hương đến nói có thể gặp được yêu thương thân nhân của mình, là phi thường đáng giá chuyện vui, cho Phục Linh giảm sóc thời gian đi. Khương quán thở dài, mặc dù Phục Linh trước đó vội vàng muốn tìm phụ mẫu, nhưng không có nghĩa là có thế tùy tiện tha thứ bọn hắn. Đám người bọn họ đi vào dưới lầu, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, đừng lo lắng, Phục Linh không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Tống cửu uyên cho Khương quán phủ thêm áo ngoài, ánh mắt ôm nhu, để Khương quán nôn nóng cảm xúc không hiểu hòa hoãn không ít. Chỉ trong chốc lát, Phục Linh cùng trình cẩm thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chỉ liếc mắt, Khương Quán liền nhìn ra giữa hai người không khí có biến hóa rất lớn. Trình cẩm y nguyên vẫn là lúc trước bộ kia cười ngây ngô bộ dáng. Phục Linh mặt mày bên trong nhiều một tia xoắn suýt, nàng nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Tiểu sư thúc, ta rất nhớ ngươi. Nàng bước nhanh về phía trước ôm chặt lấy Khương Quán. Đối với cảm xúc nội liễm Phục Linh đến nói, cái này ông quả thật có chút đột ngột. Chương 824, nàng khẳng định là bọn hắn níp níp, Khương quán lý giải nàng phức tạp cảm xúc, nàng chăm chú về ôm lấy Phục Linh, ta cũng nhớ ngươi nhóm, các ngươi không biết, chúng ta mới về dược vương cốc ba ngày, nàng liền không tiếp tục chờ được nữa, trình cẩm nghe răng trợn mắt còn muốn nói điều gì, bị Phục Linh một ánh mắt cho quát lớn ở, rõ ràng là chính ngươi chịu không nổi sư phụ ta làm khó dễ, hai người về dược vương cốc về sau trải qua cũng không hề ít, bây giờ Phục Linh đối trình cẩm thái độ biến rất nhiều. Bị Phục Linh trừng một cái, Trình Cẩm giống như thê quản nghiêm, vội vàng xin lỗi, vân vân vân. Ta là yếu đuối, các ngươi nha. Khương quán nụ cười bất đắc dĩ lại cưng chiều, tống cửu viên nhẹ nhàng vỗ vỗ Trình Cẩm vai, giảm thấp thanh âm nói chúc mừng ngươi đạt được ước muốn a. À. Còn sớm đây, Trình Cẩm hắc hắc cười ngây ngô. Để tống cửu viên quả thực không có mắt thấy. Mấy người nói đùa ở giữa, thoáng nhìn khách sạn lầu hai đứng mấy thân ảnh, rõ ràng là người nhà họ phó. Thương quán dừng một chút nói, phục linh ta viết đưa cho ngươi tin ngươi nhìn qua sao, nhìn qua, Phục Linh nụ cười trên mặt liễm liễm, ta lần này đi về hỏi qua sư phó chi tiết, hắn nói nhặt được ta thời điểm ta mặc không sai, nghĩ đến gia cảnh còn có thể, hắn còn đem ta lúc đầu mặc quần áo cho ta, hắn chính là tại giang nam nhặt ta, ta liền nghĩ lấy cùng tiểu sư thúc ngươi tiện đường, khi đó nàng nho nhỏ một con, đặc biệt đáng yêu, tuy nói có chút chật vật, vẫn là để sư phó mềm lòng, vậy bọn hắn, Khương Quán có chút dơ lên cái cầm, chỉ chính là trên lầu người nhà họ phó ngươi suy nghĩ gì thời điểm thấy nàng sợ phục linh không chịu nhận ngươi nếu là nghỉ hoãn một chút ta giúp ngươi đi bọn hắn nói hiện tại thấy đi phục linh không phải cái không quả quyết người nàng thần sắc thản nhiên ta biết tiểu sư thúc là quan tâm ta chẳng qua ta tìm phụ mẫu chỉ là muốn biết bọn họ có phải hay không cố ý vứt bỏ ta cũng coi là cho mình một câu trả lời về phần muốn hay không nhận toàn bằng mình cảm giác nếu bọn họ đáng giá nàng liền nhận nếu không phải tốt phụ mẫu, không nhận cũng không sao, vậy thì tốt, ta mang ngươi đi lên. Khương quán đối tống cửu uyên nói, ngươi mang trình cẩm đi trước rửa mặt một phen đi, cũng tốt, ta vừa vặn mệt mỏi. Trình cẩm có lẽ là nhìn ra Phục Linh không nghĩ hắn tham dự, hắn phi thường thức thú, hai người không có theo sát lấy, ngược lại là một hương, nàng đứng khương quán bên cạnh, nhìn không được nhỏ giọng nói, sư tỷ người nhà họ phó những năm này một mực đang tìm mất đi nữ nhi, vị kia phó đại nương càng bởi vì đối nữ nhi tưởng niệm như bệnh điên qua nhiều lần ta biết phục linh nhàn nhạt gật đầu Mặc kệ nghe được như thế nào nàng muốn gặp được người lại nói ba người lên lầu lúc liền đối với hơn mấy sông nóng bỏng con ngươi bọn hắn bao hàm nhiệt lệ con mắt một sai không sai nhìn chầm chầm phục linh ta níp níp a à, phó mẫu bị phó cha đỡ lấy nàng tiếng nói run rẩy liền nghĩ tiếng lên đỡ phục linh níp níp ta là nương a à, các ngươi tốt phục linh mặt lạnh nhìn không ra cái gì kích động bộ dáng, một hương vội vàng nói, sư tỷ ta tính tình trong trẻo lạnh lùng, những năm này quen thuộc như thế, là nương có lỗi với ngươi, phó mẫu ấy nấy nước mắt rầm rầm lưu, Phục Linh lại đặc biệt tỉnh táo nói, các ngươi trước đừng có gấp nhận thân, người có tương tự, ta cũng không nhất định là nữ nhi của các ngươi, ngươi khẳng định là, phó trăng nhìn qua Phục Linh trương này nhìn quen mắt mặt, lại chỉ mình nhi tử nguyên nguyên, nhìn xem các ngươi dáng dấp rất giống, ngươi giống như cha lại giống nương nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua cùng người nhà như thế tương tự cô nương, đây nhất định là muội muội của hắn, đúng, ngươi chính là ta nếp nếp, phó mẫu gặp một lần lấy phục linh đã cảm thấy thân thiết, trong nội tâm nàng cũng nhận định, đây chính là nàng mất đi nhiều năm nữ nhi, sư phụ ta năm đó ở Dương Châu nhặt được ta, phục linh tỉnh táo nói suốt quan khóa tin tức, phó cha kích động nói, đúng, đúng đúng đúng, chúng ta năm đó chính là tại Dương Châu thăm người thân. Sư phụ ta nói nhặt được ta lúc ta ước chừng 2 tuổi, kém 3 ngày 2 tuổi, phó mẫu nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, phục linh đáy mắt xẹt qua một vòng lộ vẻ xúc động, nàng lấy xuống trên người bao phục, từ bên trong lấy ra một bộ tiểu hài y phục, đây là ta lúc ấy mặc trên người y phục, đây là ngươi tổ mẫu đưa cho ngươi, phó mẫu căng cứng nhiều năm như vậy dây cung, lúc này triệt để nứt toát, nàng kích động nói, nếp nếp, ngươi chính là ta nếp nếp, hô to một câu, phó mẫu thế mà cứ như vậy thẳng tắp hôn mê bất tỉnh nương tử phó cha dọa cho phát sợ phó trăng cùng phó nương tử cũng sắc mặt trắng bệch trước đem nàng ôm vào đi ta cho nàng nhìn xem trong tưởng tượng nhận thân ôm đầu khóc ròng ròng hình tượng tuyệt không xuất hiện phục linh tỉnh táo có chút đáng sợ xem bọn hắn còn thất thần khương quán vội nói các ngươi còn đứng ngay đó làm gì mau đem người ôm vào đi được phó cha rốt cục kịp phản ứng đem phó mẫu ôm vào phòng phần phật một đống người đi theo vào một hương cũng muốn áp sát tới nhìn bị khương quán kéo một cái sư tỷ của ngươi y thuật không sai chuyện này đối với nàng đến nói không phải cái vấn đề lớn gì nhà một hương hậu tri hậu giác xác thực muốn cho bọn hắn ở chung thích ứng thời gian hai người không có tiến tới phục linh đầu ngón tay rơi vào nàng huyết thống bên trên mẹ đẻ mạch đập bên trên mi tâm chính là một đám làm sao thân thể thâm hụt lợi hại như vậy mẹ ngươi một mực tự trách làm mất ngươi ăn ngủ không yên phó cha bôi nước mắt nữ nhi trổ mã so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú chỉ là có chút quạng cu ẻ không trách nàng là bọn hắn thua thiệt nàng quá nhiều sư phụ ta đối với ta rất tốt phục linh thu tay lại trên giường phó mẫu chậm rãi mở mắt ra dường như nhìn không đủ chăm chú nhìn phục linh thân thể này phải thật tốt dưỡng dưỡng phục linh nghiêm mặt nói xúc quan tâm lời này so với ai khác nói đều dễ dùng phó mẫu nức nở nói tốt ta thật tốt dưỡng sinh thể tiểu sư thúc phục linh đi vào khương quán trước mặt có chút xấu hổ nói, ta nhớ được ngươi chế tác một chút Dưỡng Thần Hoàng, ta có thể hay không mua một chút, đều là người trong nhà, không cần mua. Khương Quán để một hương đi nàng hồng thuốc chữa bệnh bên trong cầm, Dưỡng Thần Hoàng dùng đều là quý giá dược liệu, nếu không phải phục linh mở miệng, nàng cũng sẽ không dễ dàng tặng người, vẫn là muốn cho bạc. Phó Trang liền vội vàng tiến lên, Khương cô nương đã giúp chúng ta rất nhiều, hắn biết muội muội từ Khương cô nương nơi này lấy thuốc viên thuốc dùng chính là nàng nhân tình không nguyện ý để muội muội thiếu người ta quá nhiều phục linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn thình lình nói dưỡng thần hoàng một hoàng thiên kim phó trăng a cái này đột nhiên cảm giác được cái này một bình hắn thật mua không nổi nếp nếp ta không cần ăn cái này quý giá đồ chơi phó mẫu vội vàng cự tuyệt ta đúng hạn uống thuốc thật tốt dưỡng dưỡng liền có thể tốt vừa tìm trở về nữ nhi đau lòng như vậy nàng nàng mười phần thỏa mãn lại không muốn tiêu hao nếp nếp ân tình ngươi sinh ta một trận đây là hẳn là Phục Linh vẫn là giải quyết việc chung thái độ, đã xác định bọn hắn cũng không phải là cố ý làm mất mình, Phục Linh không trách bọn hắn, chỉ là muốn cùng từ nhỏ nuôi lớn như vậy thân cận, nàng không được tự nhiên làm không được, có lẽ là ngữ khí của nàng quá khách sáo, Phó Mẫu trong lòng buồn buồn khó chịu, Phó Cha lại khuyên nàng nhận lấy, đây là hài tử tâm ý, ngươi thu cất đi, chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, chúng ta chậm rãi đền bù hài tử. Chương 825, chẳng lẽ đây chính là huyết thống lực lượng? Phó mẫu hai mắt đẫm lệ liên liên, nhìn chầm chầm vào Phục Linh, con mắt không nở rời đi. Cô cô, một mực yên lặng nguyên nguyên bỗng nhiên hô một câu, không chỉ có là Phục Linh, liền khương quán đều kinh ngạc đến ngay người. Chẳng lẽ đây chính là huyết thống lực lượng sao? Muội muội, nguyên nguyên đứa nhỏ này có chút nhát gan, ngoại trừ ngươi tiểu sư thúc, hắn còn là lần đầu tiên như thế thân cận một cái lần thứ nhất gặp mặt người. Phó nương tử phi thường vui vẻ, cô em chồng tìm được, cha mẹ chồng cũng không cần mang theo nàng nguyên nguyên khắp nơi bôn ba, hài tử đây là thích ngươi, phó trăng cũng cười thấy răng không gặp mắt, một mực nghi mặt phục linh tại đối đầu nguyên nguyên đáng yêu ánh mắt lúc, tim mềm nhũng, ngươi tốt lắm, cô cô thật là dễ nhìn, nguyên nguyên nải thanh nải khí lời nói để đám người dở khóc dở cười, mới trăng cứng hình tượng nháy mắt tan rã, quán quán, ta đã để trưởng quỷ chuẩn bị tốt cơm trưa, chúng ta ăn xong lại đi, tống cửu uyên thanh âm từ cửa vang lên, như thế một chậm trễ, đã nhanh muốn tới giữa trưa, thương quán cũng vội vàng đối phục linh nói, ngươi đi đường vất vả, muốn hay không nghỉ một chút, đúng vậy a, à, nghỉ một chút đi níp níp, phó mẫu đau lòng nữ nhi, phục linh lại không nóng nảy nghỉ ngơi, nhìn nàng chậm tới rất nhiều, nàng nói những cái kia nhỏ tin tức đều đối được, nhưng vẫn là không thể xác định các ngươi chính là ta phụ mẫu, để cho ổn thỏa, ta đề nghị chúng ta nhỏ máu nhận thân, không cần nghiệm, ngươi chính là nữ nhi của ta, phó mẫu lại hết sức khẳng định. Phục Linh cũng kiên trì, ta chỉ là sợ các ngươi không vui một trận, ngươi phía sau lưng có phải là có một nốt ruồi, nếu như là, càng không cần nghiệm. Phó mẫu tin tưởng vững chắc chỉ có thân sinh mẫu nữ mới có thể thân thiết như vậy, Phục Linh có chút không được tự nhiên nói, ta cũng không nhìn thấy phía sau lưng, cho nên ta cũng không biết, ta cho ngươi xem một chút, Khương Quán ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, bình thường quá lý trí Phục Linh, đối mặt thân nhân của mình cũng lý trí đáng sợ phục linh đi theo khương quán đi nàng trước đó ban đêm ở phòng một hương không tiến vào chỉ có hai người phục linh mặc lộ vẻ sầu khổ tiểu sư thúc ta biết rõ bọn hắn có thể là cha mẹ ta nhưng ta thật không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn bọn hắn tìm ta tìm thống khổ như vậy để ta cảm thấy khó có thể chịu đựng phục linh khương quán nhẹ nhàng ôm lấy nàng kỳ thật ta hiểu ngươi mặc dù ta cũng là đi tìm cha nhưng ta cũng chưa nghĩ ra như thật tìm tới người ta nên như thế nào đối mặt hắn ta có chút sợ hãi, quen thuộc không có cha mẹ, Phục Linh không biết thêm ra một đôi phụ mẫu nên như thế nào cùng nàng ở chung, đừng sợ, ta cùng sư huynh vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi, Khương Quán cho Phục Linh không ít dũng khí, nàng nhẹ nhàng nhấc lên góc áo, Khương Quán quả nhiên tại nàng phía sau lưng nhìn thấy một nốt ruồi, có viên nốt ruồi, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, bọn hắn chính là của ngươi phụ mẫu đi, từng, Phục Linh thở vào một hơi, cảm ơn ngươi nha, tiểu sư thúc, đừng thách khí các ngươi hẳn là đói đi thôi chúng ta đi trước ăn cơm khương quán kéo phục linh khuỷu tay mở cửa phó trăng thẩn trương chờ ở cổng khương quán đối với hắn cười nói nàng phía sau lưng xác thực có viên nốt rồi. thanh hoang muội muội phó trăng ngượng ngùng gãi gãi đầu cha mẹ trước kia cho ngươi lấy tên gọi phó thanh hoang thật có lỗi ta gọi thuận miệng chẳng qua ngươi bây giờ danh tự cũng rất êm tai tạ ơn phục linh tâm tình không tệ phát ra mời muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm trưa có thể chứ phó trăng cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua phục linh kích động nói cha mẹ nhất định rất vui vẻ hắn hí ha hí hững chạy về phó gia phòng kia hưng phấn lực nhìn nơi nào giống làm cha người 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 ca ca này giống như cũng không tệ khương quán thực tình thay phục linh vui vẻ từ đây nàng ở cái thế giới này lại nhiều mấy cái yêu thương nàng người các ngươi làm sao chậm như vậy a à? đồ ăn đều muốn lạnh trình cẩm tiện sưu sư thanh âm xuất hiện hắn cùng tống cửu uyên song song đứng tại đầu bậc thang nhìn không hiểu muốn ăn đòn. Nhưng Phục Linh phức tạp tâm tình bị hắn như thế nói chêm chọc cười làm cho dở khóc dở cười. Còn có thế thiếu ngươi ăn không thành, ta là sợ bị đói ngươi, miễn cho sư phó ngươi tìm ta phiền phức. Trình cẩm cười hắc hắc, treo đến Phục Linh mắt trợn trắng, ngươi nếu là sợ ta sư phó, còn dám nửa đêm cùng hắn uống rượu với nhau. Trình cẩm, nhìn các nàng giống hai cái tên dở hơi, khương quán tâm tình cũng đi theo rất không tệ. Lần này Tống Cửu Huyên đặc biệt để trưởng quỷ chuẩn bị nhã gian, bọn hắn mới ngồi xuống phó cha liền vịnh hư nhược phó mẫu tiến đến nàng quả nhiên là một khắc đều không muốn cùng nữ nhi tách ra phó trăng ôm lấy nguyên nguyên phó nương tử theo sát phía sau người một nhà trên mặt đều là nụ cười níp níp ngươi nếu là thích tên bây giờ chúng ta liền không cải danh phó mẫu vui tươi hớn hở lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử những năm này nàng một mực mang theo trên người đây là ngươi khi còn bé mang qua khóa vàng bên trong có ta hàng năm chuẩn bị cho ngươi sinh nhật lễ vật ta luôn muốn tìm tới ngươi liền tặng cho ngươi bây giờ cũng là đạt được ước muốn tạ ơn các ngươi làm sao gọi ta đều có thể phục linh vẫn là gọi không ra nương nàng mở ra hộp gỗ đàn tử bên trong là đủ loại lễ vật nhìn ra được mỗi một cái đều là nàng dụng tâm chuẩn bị một cử động kia rút ngắn quan hệ giữa bọn họ phục linh cũng không có như vậy kháng cự bọn hắn muội muội ca ca cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật chờ ngươi cùng chúng ta trở về ta cùng nhau cho ngươi Phó Trăng cũng liền bận biểu soát tồn tại cảm, đây là bọn hắn một nhà người bồi dưỡng tình cảm thời điểm, Khương Quán bọn hắn im lặng mặt ăn đồ vật, Tống Cửu viên thỉnh thoảng thay nàng gấp thức ăn, Trình Cẩm thấy được rõ ràng, cũng thuần thục cho Phục Linh kẹp nàng thích ăn ngó sen kẹp, chỉ là một cử động kia nháy mắt hấp dẫn người nhà họ Phó lực chú ý, vị này là, đến từ cha vợ ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt trực giác, Phó cha lần đầu tiên liền không quá ưa thích Trình Cẩm, bá phụ ngài tốt, ta gọi Trình Cẩm. Trình Cẩm thoải mái giới thiệu mình, ta ngay tại truy cầu Phục Linh, về sau nói không chừng là nàng tướng công, nói ít vài ba câu, Phục Linh không cao hứng lường hắn một cái, nhưng lại chưa phản bác hắn, phó mẫu cùng phó cha sắc mặt khó coi, liền phó trăng nhìn Trình Cẩm trong mắt đều mang bắt bẻ, chẳng qua vừa mới tìm về nữ nhi, muội muội, bọn hắn sợ Phục Linh phản cảm, tuyệt không nói cái gì lời quá đáng, chỉ là không hẹn mà cùng bắt đầu quan sát Trình Cẩm từng hành động cử chỉ. Trình Cẩm Tuyệt không chú ý tới những cái này, hắn tự nhiên thay Phục Linh vải lấy đồ ăn, đoạn đường này đói lợi hại, ngươi thích gì cùng ta nói, ta đi trên trấn mua cho ngươi, ta không đói. Bí mật Phục Linh cùng Trình Cẩm quan hệ xác thực đã như thế thân cận, chỉ là nàng còn không quá quen thuộc người trước như thế, ta sư huynh không có làm khó ngươi, Khương Quán lộ ra xem kịch vui bộ dáng, Trình Cẩm bị nhìn tê cả da đầu, sư phó lão nhân gia ông ta cảm thấy ta tính tình thoải mái, Phục Linh tính tình trong trẻo lạnh lùng, hai chúng ta bổ sung cho nên hắn quá chén ta cũng nói miễn cưỡng đồng ý chúng ta sự tình đi hắn có thể nói đi ngày đầu tiên bị phục linh sư phó ném ra dược vương cốc sao nói ra quá mất mặt người nhà họ phó ánh mắt xoát rơi vào trình cẩm trên thân nhìn trình cẩm đầu càng đau muội muội ngươi còn nhỏ cái này sự tình không vội đi phó trăng liên tục không ngừng nói chờ trở về nhà ca ca giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm không sai vị hôn phu tạ ơn phục linh để đổ xuống lần này ta liền không cùng các ngươi trở về, ta muốn đi theo tiểu sư thúc đi lịch luyện, ngươi không theo chúng ta trở về, phó mẫu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức cảm thấy miệng bên trong đồ ăn đều ăn vào vô vị, chương 826, phó mẫu nhận biết Khương Phủ tìm tới theo thùa, vâng, Phục Linh buông thỏng đôi mắt, lần này lịch luyện, ta còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, sư phó cùng sư thúc căn dặn nàng muốn trấn an tiểu sư thúc cảm xúc, Nàng không thể tại tiểu sư thúc thời điểm mấu chốt nhất rời đi, níp níp, nương suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi phó mẫu không có dùng cơm tâm tư cái này thiếu thốn mười mấy năm đến cùng kéo ra các nàng mẫu nữ quan hệ nương tử phó cha nhẹ nhàng giật giật phó mẫu tay áo gạt ra một nụ cười nói hài tử lớn có chính mình sự tình phải bận rộn chỉ là hy vọng ngươi làm xong thời điểm trở về nhìn xem ta và ngươi nương mới vừa biết về nữ nhi phó cha lo lắng để nữ nhi phản cảm cho nên hắn ngữ khí đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí phó trăng cũng vội vàng cuốn quyết phụ họa đúng vậy a à, đúng vậy a à. muội muội thế nhưng là lợi hại đại phu đa tạ các ngươi lý giải phục linh hơi có chút lộ vẻ xúc động ta từ nhỏ đi theo sư phó vào nam ra bắc hiếm khi ổn định ở tại nào đó một chỗ chẳng qua năm trước ta nhất định kịp thời gấp trở về cùng các ngươi cùng một chỗ ăn tết bọn hắn khách khí với nàng phục linh cũng không để ý tỏ thái độ nghe vậy phó mẫu trên mặt tươi cười tốt 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 vậy chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày liền về nhà chờ ngươi khoảng cách ăn Tết đã không có mấy ngày, nàng ở nhà bố trí tốt chờ lấy nếp nếp trở về. Đúng, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Phó cha vẻ mặt tươi cười, một đại nam nhân đáy mắt đều có nước mắt ý. Nhiều năm không thấy, bọn hắn ở trước mặt con gái cẩn thận từng ly từng tí. Cái này không khỏi để Khương Quán nhớ tới nguyên chủ phụ thân. Mặc dù những ký ức kia chỉ tồn tại nguyên chủ ký ức, nhưng lúc trước đối nguyên chủ yêu thương cũng không giả. Nếu là hắn nhìn thấy nàng, có thể hay không cũng như thế. Khương quán trong lúc nhất thời không dám nghĩ, nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi, dù sao nguyên chủ cha không có ký ức, hắn sẽ có hay không có gia đình mới. Quán quán, Tống cử Huyên cảm nhận được Khương quán sa sút cảm xúc, hắn nắm nàng tay, vô luận phát sinh cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi, từng ân, Khương quán dùng sức gật đầu, nàng cũng nên thay nguyên chủ đi tìm một chút đáp ứng, về phần kết quả như thế, toàn bằng vận mệnh, cơm nước xong xuôi, Phục Linh cùng người nhà họ phó cáo biệt, hương quán bọn hắn tri kỷ đem nhã gian lưu cho bọn hắn một hương nói nhỏ người nhà họ phó giống như rất đau phục linh sư tỷ ngươi cũng có cha nuôi nghiêm đại phu nghe ra một hương trong giọng nói ao ước vội vàng trấn an một hương trái tim một hương cười hắc hắc ta biết ta chính là thế sư tỷ cao hứng đi vài bước Khương quán chợt nhớ tới người nhà họ phó đối giang nam một vùng quen thuộc nàng quay đầu nhìn về phía tống cửu uyên ngươi nói ta đem khi đó từ khương phủ tìm tới theo thùa cho người nhà họ phó nhìn bọn hắn có thể nhận ra sao, có thể thử một lần, tống cửu huyên mặt mâu bên trong nhuộm sáng ngời, hắn quán quán chính là thông minh, bọn hắn không nghĩ tới nàng cũng có thể nghĩ ra được, vậy ta đi lấy, khương quán làm bộ về một chuyến xe ngựa, tống cửu huyên thì chuyển di mọi người chú ý lực, trình cẩm khẩn trương nhìn qua nhã giang, tống cửu huyên dở khóc dở cười, thế nào, ngươi còn lo lắng người nhà họ phó không cho phép phục linh rời đi. Ta là lo lắng bọn hắn không đồng ý ta cùng Phục Linh cùng một chỗ trình cẩm ngửa mặt lên trời thở dài vừa thuyết phục dược vương cốc các tiền bối kết quả lại gặp gỡ một đống chướng ngại vật cho dù ai đều cao hứng không nổi ngươi yên tâm bọn hắn làm không được phục linh chủ tống cửu uyên thất vọng nói thật là lời nói thật cho dù đối phương là phục linh cha mẹ ruột bọn hắn không dám thay phục linh làm quyết định mà phục linh cùng bọn hắn thời gian chung đụng không hề dài chỉ cần sư phó của nàng đáp ứng người nhà họ phó can thiệp không được nàng quyết định nghe vậy trình cẩm vỗ nhẹ đầu đa tạ huynh để nhắc nhở ta vừa rồi thật sự là ít ngồi đáy giếng đúng a à, chỉ cần phục linh nguyện ý ai cũng can thiệp không được nàng cái gì ít ngồi đáy giếng phục linh cùng người nhà họ phó cùng một chỗ từ nhã giang ra tới mấy người ánh mắt tò mò rơi vào trình cẩm cùng tống cửu uyên trên thân trình cẩm lúng túng gãi đầu một cái không có không có gì phó trăng là cái thứ nhất ra tới hắn đem bọn hắn đối thoại nghe cái bảy tám phần mặc dù có lòng muốn muốn phản bác nhưng lại không thể không thừa nhận tống cửu uyên nói rất đúng bọn hắn thật đúng là không dám đắc tội trình cẩm ai tạo hóa trêu ngươi đi thôi mới phục linh đã cùng người nhà trao đổi địa chỉ đợi nàng làm xong liền có thể về nhà lúc này tâm tình của nàng cũng không tệ không có so đo trình cẩm hỏi một đằng trả lời một nẻo đúng vào lúc này khương quán cầm từ trên quần áo cắt xuống một khối theo thùa tiến đến thật có lỗi có chút mạo muội chẳng qua ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một phen Khương cô nương, ngài nói, phó trang đối Khương quán thái độ đặc biệt khách khí, nếu không phải Khương quán, bọn hắn cũng không có nhanh như vậy tìm tới muội muội. phó cha càng là vỗ tim nói, chỉ cần ta phó mổ có thể làm đến, ta xông pha khói lửa không chối từ, một chút chuyện nhỏ, Khương quán cười cười, đem theo thù đưa cho bọn hắn, trước đó nghe phó công tử nói các ngươi tại Giang Nam cũng mở không ít cửa hàng, ta liền nghĩ hỏi một chút các ngươi biết đây là nhà nào theo bày đồ đã bán đi sao, ta xem một chút. Phó cha bưng theo thùa, đáng tiếc hắn làm chính là hương liệu sinh ý, đối với theo thùa cái này một khối không hiểu rõ lắm, Phó Trăng cũng là như thế, ngược lại là phó mẫu nhìn theo thùa, mi tâm hơi nhíu lại, có chút quen mắt, ta ngẫm lại, mẹ, trước đó ta cùng tướng công thành hôn lúc ngươi cho chúng ta chuẩn bị áo gối cùng cái này theo thùa có chút giống, phó nương tử ôm lấy Nguyên Nguyên thình lình mở miệng, để phó mẫu trong mắt trừng một cái, đúng đúng đúng, đúng ta nhớ tới đây là nhà ta biểu muội mở theo bày bên trong ra tới đồ vật ngài biểu muội khương quán mặt lộ vẻ kinh hỉ không nghĩ tới quanh đi quẩn lại nàng không chỉ có giúp phục linh càng là giúp mình vâng nàng ngay tại dương châu nói lên cái này phó mẫu ấy nấy nhìn về phía phục linh lúc trước chính là đi ngang qua biểu muội nhà ta muốn đi gặp nàng một chút lúc này mới làm mất nếp nếp biểu muội sợ ta thương tâm hàng năm đều đưa ta không ít đồ theo chẳng qua bởi vì ném nữ nhi sự tình nàng đối cái gì đều không thương tâm, chỉ có nhi tử kết hôn ngày ấy, nàng là dùng tận tâm tư, cho nên mới nhớ kỹ rõ ràng như vậy, có thể hay không mạo muội hỏi một chút bọn hắn theo bày cụ thể địa chỉ, thương quán có một chút khẩn trương, khoảng cách phụ thân đợi qua địa phương càng gần, nàng liền càng là gần hương tình cắt, tự nhiên có thể, phó mẫu nhanh chóng nói một cái địa chỉ, cuối cùng còn nói, biểu muội ta cái này người ký ức vô cùng tốt, Nàng cửa hàng tú nương theo đồ vật nàng nhất định có thể liếc mắt nhìn ra người nhà họ phó đều rất thức thời, tuyệt không hỏi khương quán tìm cái này cửa hàng nguyên nhân. Tạ ơn, khương quán là thật đặc biệt cảm kích bọn hắn. Nếu không phải phó mẫu, nàng sợ là phải lớn biển vớt châm. Toàn bộ giang nam như thế lớn, nàng phải tìm tới lúc nào a? À. Khương cô nương đừng khách khí, ta còn phải cảm tạ các ngươi giúp ta tìm tới nếp nếp. Phó mẫu từ ái ánh mắt rơi vào phục linh trên thân, như là đã sắp đến dương châu, ta tóm lại mau mau đến xem biểu muội. Nếp nếp các ngươi đi trước nếu là nàng không tin, ngươi đem cái này khăn cho nàng, nàng liền biết đây là ta ý tứ. Nàng từ trong tay áo lấy ra một khối tuổi nhỏ lúc cùng biểu muội cùng một chỗ theo khăn, tạ ơn, Phục Linh há to miệng, muốn gọi nương, vẫn còn có chút không gọi được, phó mẫu cũng không có miễn cưỡng nàng, chỉ là nhét một nắm lớn ngân phiếu cho nàng, hài tử, nghèo nhà giàu đường, không muốn cự tuyệt nương, chương 827, khóc như cái hai đồ đần, muội muội nhanh thu. Phó Trăng cũng đem trên thân mang theo tất cả tiền bạc đều cho Phục Linh. Phục Linh không có cự tuyệt người nhà hảo ý. Nàng biết nhận lấy không chỉ là bạc, càng là bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí trái tim. Vậy ta tại Dương Châu chờ các ngươi. Phục Linh nghĩ thầm, nếu là thuận lợi, tiểu sư thúc thuận lợi tìm tới người. Nàng liền theo phụ mẫu hồi hồi cái kia thuộc về nhà của nàng. Tốt, phó mẫu trong mắt lại xúc lên nước mắt. Cái này khiến Khương Quán nghĩ đến tống đại nương tử. Nàng lúc trước chính là như vậy thích khóc người dạng này nữ nhân phần lớn ôn nhu, lên xe ngựa lúc rời đi, Khương Quán nhìn ra Phục Linh trong mắt không bỏ, nàng đến cùng nhịn không được, Phục Linh, có phải là sư huynh bọn hắn bàn giao ngươi cái gì, tiểu sư thúc làm sao hỏi như vậy, Phục Linh hơi kinh ngạc, nàng biểu hiện thật rõ ràng như vậy sao, ta có tống cửu uyên bồi tiếp, ngươi vừa tìm về người nhà, lẽ ra nhiều bồi bồi bọn hắn, Khương Quán bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng lôi kéo Phục Linh tay, đi thôi, đừng bận tâm ta, thế nhưng là... Phục Linh ngước mắt liếc qua đứng tại cửa khách sạn người nhà họ phó, lại liếc qua khương quán cùng trình cẩm, trong mắt hiện ra dãy dụa, cứ việc trong lòng mười phần không bỏ, trình cẩm vẫn kiên nhẫn nói, ta đi theo ngươi tiểu sư thúc cùng tống cửu biên an toàn vô cùng, ngươi đi đi, chúng ta tại Dương Châu chờ ngươi, cũng tốt. Phục Linh ánh mắt rơi vào cách đó không xa lau nước mắt phó mẫu trên thân, biết được mẫu thân tìm nàng tổn thương thân thể, Phục Linh không phải tảng đá tâm, trong nội tâm nàng đến cùng là lộ vẻ xúc động chỉ là nàng không quen biểu đạt cảm xúc nếu không phải khương quán bắt được nàng đáy mắt không bỏ nàng sợ rằng sẽ một mực nhẫn nại lấy nếu là ta kia gì không tin ngươi tiểu sư thúc ngươi liền đem cái này khăn lấy ra nàng đem phó mẫu mới cho nàng khăn cho khương quán khương quán cũng không có khách khí yên tâm tiểu sư thúc vậy ta đi rồi phục linh có chút không thôi liếc qua ngồi tại trên lưng ngựa trình cẩm trình cẩm căng thẳng thân thể ta sẽ nghỉ ngươi thanh âm của hắn rất nhẹ lại làm cho Phục Linh nhịn không được khóe miệng nhẹ cười, từng, chiếu cố thật tốt chính mình, Khương Quán vỗ nhẹ Phục Linh mu bàn tay, Phục Linh liền nhảy xuống xe ngựa, người nhà họ phó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, níp níp có phải là rơi xuống cái gì rồi, phó mẫu cẩn thận hướng phía trước xe dịch mấy bước, lại phát hiện Khương Quán xe ngựa của bọn hắn dần dần chạy xa, lưu lại Phục Linh một người đứng tại chỗ, níp níp, phó mẫu dọa đến không được, nàng vội vàng hướng phía Phục Linh chạy chậm đi qua, bởi vì thân thể suy yếu kém chút ngã sấp xuống may mắn có phó cha viện nàng nhưng mà hai người thời khắc này hình tượng đều không tốt lắm cha mẹ các ngươi cẩn thận một chút ta đi hỏi một chút muội muội phó trăng thân thể kiện toàn tự nhiên chạy nhanh nhất liền nho nhỏ nguyên nguyên đều đạp bắp chân phó nương tử không cao hứng điểm một cái chóp mũi của hắn biết ngươi muốn cùng ngươi cô cô thân cận đừng nóng vội a à. trong nội tâm nàng ẩn ẩn đoán ra phục linh lưu lại quả nhiên nhìn hướng mình chạy tới người nhà nhóm Phục Linh trong mắt hiện ra ôm nhu, nàng nhấc chân hướng phía bọn hắn chạy tới, sau đó kéo ra một vòng tự nhận là rất hòa thuận cười, níp níp, mẹ, Phục Linh rốt cục kêu lên dưới đáy lòng thử qua vô số lần xưng hô, một câu nương, để phó mẫu kích động tay đều rung lên, ai, nàng bưng lấy Phục Linh mặt, đem nữ nhi ôm thật chặt, nương níp níp, còn có cha, phó cha sợ nữ nhi rơi xuống mình, liên tục không ngừng tìm tồn tại cảm, gọi tiếng thứ nhất, phía sau cũng không có khó như vậy. Phục Linh nhìn về phía phó cha, thống khoái hô: "Cha, muội muội, còn có ca ca tẩu tẩu đâu?" Phó Trăng đem nương tử cùng Nguyên Nguyên đẩy lên Phục Linh trước mặt, Phục Linh đáy mắt mỉm cười, "Ca ca tẩu tẩu?" "Ai?" Phó Trăng quét miệng cười, hiển nhiên một cái đại ngốc tử, nơi nào còn có làm ăn lúc khôn khéo bộ dáng. Nguyên Nguyên cũng quơ tay nhỏ, lớn tiếng nói: "Cô cô, Nguyên Nguyên." Phục Linh đem Nguyên Nguyên ôm vào trong ngực, loại này yêu thích là từ đáy lòng phát ra. Bên kia mỹ mãn Khương Quán bên này, Trình Cẩm cưỡi ngựa khóc đặc biệt lớn âm thanh, trong xe ngựa Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên xốc lên xe ngựa rèm, nhìn Trình Cẩm ôm lấy con ngựa gào thét nhất đầu khóc, Khương Quán, Phục Linh chỉ là cùng nhà hắn nhiều người ở chung ở chung, ngươi khóc thành dạng này là náo loại nào, mới vừa rồi là ai đặc biệt thoải mái cùng Phục Linh phất tay, Tống Cửu Uyên nhịn không được kéo ra miệng, lúc trời đi sợ Phục Linh trông thấy, Trình Cẩm sững sốt lập tức cũng chưa trở lại, kết quả khóc như cái hai đồ đần, các ngươi không hiểu Trình Cẩm nghẹn ngào nắm chắc dây cương, bởi vì yêu nàng, ta mới bỏ được không được nàng bởi vì ta làm oan chính mình. Khương Quán, được rồi, ngươi cho ta bình thường điểm. Tống Cửu Uyên không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nếu là thực sự không nở phục linh, bây giờ đi về còn kịp, sư tỷ ta hẳn là không thích thích khóc quỷ đi. Một hương từ phía trước trong xe ngựa duỗi ra một cái đầu, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn Trình Cẩm nghe thấy, hắn khí lau khô nước mắt, ai khóc, ta kia là bị gió mê mắt đúng là bị gió mê mắt khương quán cùng tống cửu uyên đối mặt cười một tiếng rốt cuộc để ý giải phục linh vì cái gì tiếp nhận trình cẩm đối với phục linh như thế căng cứng người mà nói gặp phải trình cẩm sẽ để cho nàng tâm tình biến tốt nơi này khoảng cách dương châu cũng không xa cho nên khương quán bọn hắn cũng không nóng nảy vững vững vàng vàng đi đường trời lạnh bọn hắn không dám ở tại đường ban đêm ba ngày sau bọn hắn rốt cuộc đuổi tới dương châu thành nàng không tâm tình đi khách sạn mà là mang theo tống cửu biên đi tìm phó mẫu nói địa chỉ, cũng may nhà kia theo chỗ nằm tại Dương Châu thành phố xá sầm uất rất dễ tìm, bọn hắn đến lúc đó, cửa hàng bên trong có chút không ít khách nhân, trưởng quỹ nương tử chính kiên nhẫn cho khách nhân giới thiệu đồ theo. Cái này vóc người cùng phó mẫu xác thực giống nhau đến mấy phần, thậm chí cùng Phục Linh cũng giống nhau đến mấy phần. Khương Quán rất nhanh liền khóa chặt thân ảnh của nàng, chỉ là nàng ngay tại tiếp đãi khách nhân khác, Khương Quán không có mạo muội quấy rầy đối phương thẳng đến đối phương đưa tiễn vị khách nhân kia, la nương tử thẳng tắp hướng phía bọn hắn đi tới, mấy vị khách nhân tìm ta nhưng có sự tình, bọn hắn một mực dò xét mình, la nương tử không ngốc, tự nhiên nhìn ra bọn hắn là đến cố ý tìm nàng, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, trong mắt nàng tràn đầy hiếu kỳ cùng phòng bị, quả nhiên cùng phó mẫu hình dung đồng dạng tính cảnh giác rất mạnh, trưởng quỷ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, Khương Quán biết đây là phục linh gì ruột, cho nên đối nàng phá lệ khách khí nói chuyện cũng ôn hòa, nhưng đối phương không biết bọn hắn, nàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem bọn hắn, ngay thẳng nói, thật có lỗi, có lời gì ngay tại cửa hàng thảo luận đi, ta cái này tương đối bận rộn, sợ là không rảnh, cửa hàng bên trong nhiều người, bọn hắn vạn nhất gây bất lợi cho nàng còn có giúp đỡ, nếu là đi theo đám bọn hắn rời đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì, là có chút việc tư, thương quán cũng không nghĩ lãng phí thời gian, nàng từ trong tay áo lấy ra phó mẫu cho khối kia khăn, chậm chậm tại la nương tử trước mặt triển khai, nhìn thấy khăn, la nương tử biến sắc, các ngươi làm sao lại có biểu tỷ ta khăn, nàng dọa đến mặt đều trắng rồi còn tưởng rằng vị kia người yếu nhiều bệnh tỷ tỷ xảy ra chuyện. Chương 828, sư phó ngươi đây là nối giáo cho giặc, nói rất dài dòng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Khương Quán cũng không muốn tại nhiều như vậy người địa phương đàm luận việc tư, la nương tử nghĩ nghĩ, vẫn là đem bọn hắn mời đến cửa hàng lầu 2. Cái này theo bài lầu 2 có chuyên môn cung cấp quý khách chọn lựa nhiều kiểu địa phương, La Nương Tử lưu lại một cái nhã gian, một đoàn người cùng đi theo đi vào, La Nương Tử mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi Khương Quán, cô Nương, tỷ tỷ của ta có phải là xảy ra chuyện rồi, nàng gấp không được, nhìn nàng thần sắc, quả nhiên đem phó mẫu xem như thân tỷ tỷ Khương Quán bận bịu giải thích, trưởng quỷ Nương Tử yên tâm, nàng không chỉ có không có việc gì, còn tìm đến mình nữ nhi, thật, La Nương Tử hưng phấn hai con ngươi tỏa ánh sáng, nàng cái này tỷ tỷ nữ nhi là tại đến nhà nàng thăm người thân lúc trước, vì thế trong lòng nàng ấy nấy nhiều năm, nếu có thể tìm tới cháu gái, nàng cũng có thế khoan thứ chính mình, nhưng lập tức ánh mắt của nàng rơi vào khương quán trên mặt, hẳn là đây chính là nàng cái kia lạc đường cháu gái, nhưng nàng cùng tỷ tỷ hoàn toàn không có chỗ tương tự, chẳng lẽ lừa gạt người A, ngược lại cùng người kia có chút tương tự, có lẽ là nhìn ra nàng suy nghĩ, khương quán bất đắc dĩ giải thích, không phải ta. Nữ nhi của nàng cùng ta có chút nguồn gốc, cho nên ta khả năng cầm tới trong tay nàng khăn, nguyên là dạng này, la nương tử nhẹ nhàng thở ra, lại đối nàng còn có chút phòng bị, khương quán chỉ có thể đưa các nàng cùng phục linh quan hệ trong đó giải thích rõ ràng, nói xong la nương tử quả nhiên buông xuống một thân đề phòng, ấy nấy nói, thật có lỗi, ta làm ăn đã từng bị người từ phía sau lưng đâm qua đau, cho nên có chút nghĩ mà sợ, không sao, khương quán cũng không ngại, la nương tử lại chào hỏi mọi người uống trà ăn điểm tâm, một hương nhìn ra khương quán xoắn suýt nàng đứng lên nói cha nuôi ta muốn ra ngoài ngao du ngươi theo giúp ta có được hay không được nghiêm đại phu cũng vô ý đi tìm hiểu khương quán việt tư thế là mang theo một hương rời đi theo bày liền trình cẩm đều tìm cái cớ đi lầu một chọn thợ may chỉ có tống cửu uyên lưu lại bồi tiếp khương quán khương quán từ trong tay áo lấy ra khối kia đồ theo chưởng quỷ nương tử thứ này thế nhưng là xuất từ các ngươi theo bày không thể không nói đến giờ khắc này Khương Quán đáy lòng phun lên một loại tâm tình khó tả, đã sợ hắn còn sống quên nàng cùng mẫu thân, lại sợ hắn đã không tại nhân thế, La Nương Tử tiếp nhận đồ theo, một giây sau biến sắc, cô nương, thứ này không phải ra bản thân nhóm theo bày, nàng thế mà trực tiếp phủ nhận, xem ra trong đó có chút không thể nói nói quan hệ, Khương Quán nghĩ đến phó mẫu khẳng định ánh mắt, nói, nhưng tỷ tỷ ngươi nói đúng là xuất từ các ngươi theo bày, La Nương Tử, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng trốn không thoát chỉ có thể nói vâng chỉ là cái này đồ theo đã là rất nhiều năm trước kiểu dáng đã ngươi thừa nhận là các ngươi theo bày vậy ngươi cũng biết là cho ai à khương quán ánh mắt lạnh lạnh mới la nương tử thần sắc nói cho nàng nàng đối với chuyện năm đó là biết một chút không phải sẽ không sắc mặt đại biến la nương tử còn hy vọng ngươi có thể nói là tình hình thực tế quan hệ này đến triều đình án mạng tống cử uyên lấy ra lệnh bài bày ra trên bàn la nương tử biết chữ rõ ràng trông thấy trên lệnh bài chiến chữ nàng dọa đến chân mềm nhũng kém chút quỳ trên mặt đất ta nói la nương tử hoảng sợ nhìn qua khương quán cô nương muốn biết cái gì người kia muốn ngươi làm những gì ngươi cũng đã biết giúp đỡ nàng mưu hại mệnh quan triều đình là tử tội khương quán đi thẳng vào vấn đề đã cái này đồ theo la nương tử biết chắc hẳn chuyện năm đó nàng ít nhiều biết một chút quả nhiên la nương tử sắc mặt càng khó coi hơn nhưng nàng không dám nhận lấy tống cửu viên mặt nói láo chỉ có thể buông thỏng đầu kinh sợ nói ta không biết ta thật không biết vị kia là khương thượng thư la nương tử đem chuyện năm đó êm tai nói nàng cùng khương phu nhân cũng không quen thuộc hai người thậm chí chưa từng gặp mặt nàng biết cái này người vẫn là bởi vì sư phụ của nàng sư phó đã từng đi kinh đô làm qua tú nương không biết vì sao trở lại dương châu liền mở như thế một nhà cửa hàng la nương tử biết hai người ngẫu nhiên có thư lui tới không nghĩ tới có một ngày nương theo lấy thư đến còn có một người khương phu nhân chỉ nói là trong nhà bị bệnh biểu huynh để sư phó hỗ trợ chăm sóc một hai. Sư phó cũng một mực là cho rằng như thế, thẳng đến có một lần theo phủ lên lửa, cái này người liền mất tích. Sư phó trong lòng bất an cho Khương Phu Nhân đi tin, Khương Phu Nhân hung hăng răng dạy nàng, còn để nàng mau mau tìm người, lại người đến sau tìm trở về, lại tổn thương đi đứng, sư phó sợ trách phạt, nhiễm phong hàng liền chết bệnh. Việc này sư phó trước khi Lâm Chung nói cho nàng, nàng cũng không có nói Khương Phu Nhân, Khương Phu Nhân liền không biết cái này người sống hay chết, nàng không nguyện ý liên hệ làm hại sư phó bỏ mình người, cứ như vậy hai bên cắt đứt liên lạc, thẳng đến trước đó vài ngày nàng trông thấy quan phủ thông báo, Khương gia gặp nạn, Khương phu nhân trợ giúp kẻ xấu mưu hại mệnh quan triều đình, nàng hù đến, mới không dám đề cập chuyện năm đó, hắn không chết, Khương quán ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm nàng, nhìn la nương tử có chút tê dại da đầu, vâng, ngươi nếu biết hắn là mệnh quan triều đình, vì cái gì nhìn thấy quan phủ dáng bố cáo về sau không có để hắn hồi kinh. Khương quán sắc bén con người rơi vào la nương tử trên mặt, la nương tử sụp đổ khóc lớn, hắn. Hắn tình huống bây giờ không tốt lắm, ta không dám, nàng hoảng sợ nhìn qua Khương quán cùng Tống Cửu Uyên, hai vị đại nhân, ta thật không biết hắn là mệnh quan triều đình, năm đó hắn bị đưa tới thời điểm muốn chết không sống, ta cũng còn nhỏ, sư phó chính là để ta chiếu cố hắn, sư phụ ta bây giờ đã qua đời, còn hy vọng các ngươi không nên truy cứu sư phụ ta còn có lần kia cháy chúng ta cũng không phải cố ý. Tổn thương hắn đi đứng về sau, sư phụ ta đặc biệt ấy nấy, sư phó ngươi đây là nối giáo cho giặc, Khương Quán tâm tình rất phức tạp, nếu như cái này sự tình là người trước mắt làm, nàng còn có thể khó xử nàng một phen. Hết lần này tới lần khác cái này sự tình là la nương tử sư phó đáp ứng, bây giờ người đã không tại, coi như muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không tìm tới người. Sư phó ngươi cùng vị kia Khương Phu Nhân là quan hệ như thế nào? Khương quán đến cùng nhịn không được, là dạng gì quan hệ, mới khiến cho nàng không hỏi nguyên do giúp nàng, là, la nương tử có chút khó mà mở miệng, đón tống cửu viên ánh mắt lạnh lẽo, lúc này mới lột bột nói, nàng là sư phụ ta người thương nữ nhi, khương quán, quan hệ này xác thực có đủ phức tạp, sư phụ ta tại kinh đô chỉ là tú nương, người ta cũng là có chính thất, sư phụ ta lại là tính tình mạnh hơn, không muốn làm người kia thiếp thất, người ta gia đình cũng không cho phép nạp sư phụ ta, cho nên sư phụ ta cả một đời chưa gả, lại cùng bên kia một mực có thư từ qua lại, la nương tử nhếch môi, không phải cảm thấy sư phó của nàng thích người khác là sỉ nhục, mà là cảm thấy nàng giúp người thương nữ nhi làm sự tình không chính cống. Khương phu nhân đem người đưa tới về sau, tới qua nơi này sao? Khương quán tâm tình đặc biệt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, đến cùng là tạo hóa kêu ngươi, không có, la nương tử mười phần nói khẳng định, Khương phu nhân chưa từng tới bao giờ Dương Châu cùng sư phụ ta thông tin hay là bởi vì sư phụ ta đã từng dạy qua nàng theo kỹ. Nàng cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết phái người đưa chút niên lễ cho sư phó, sư phó mỗi lần thu được đều vui vẻ như cái hài tử. Sư phó cả một đời không có nhi nữ, đem đối phương xem như nửa cái nữ nhi, đối phương lại đối nàng tránh chi như xà hạt. Chương 829, ngươi đã là nàng, nàng đã là ngươi, ta, à, Khương Quán nghĩ đến nguyên chủ phụ thân, há to miệng, kích động có chút nghẹn ngào. Kỳ thật nàng vừa rồi hỏi qua, biết nguyên chủ phụ thân khả năng tổn thương đi đứng, nhưng la nương tử muốn nói lại thôi mấy lần, khẳng định không phải đơn giản tổn thương, đoán được Khương Quán trong lòng thấp thỏm, tống cửu viên cầm Khương Quán tay, sau đó thay thế nàng hỏi ra âm thanh, người kia bây giờ tại nơi nào, chúng ta muốn gặp hắn, thế nhưng là, la nương tử ấp úng, để tống cửu viên tức giận phi thường, người ấp úng thế nhưng là muốn giấu giếm cái gì, không phải, la nương tử cũng không ngốc, ngược lại rất cơ linh, ngay từ đầu không biết khương quán ý đồ đến chờ rõ ràng đối phương tìm người là ai về sau nàng liền từ khương quán dung mạo nhìn thấy năm đó người kia mấy phần phong thái cũng đoán được nàng có thể là khương thượng thư nữ nhi nàng xoa xoa đôi bàn tay trong lòng bàn tay đều là mồ hôi kỳ thật hắn hiện tại qua rất tốt vậy ngươi như vậy là vì sao khương quán đè xuống đáy lòng kỳ quái cảm xúc tim nhảy loạn nàng rốt cục bình tĩnh lại được ta mang các ngươi đi tìm hắn la nương tử rốt cục quyết định nàng tìm đến theo bày đồ đệ, để các nàng tạm thời quản tốt theo bày sự tình. Sau đó kiên nhẫn đối Khương Quán bọn hắn nói, từ khi theo phủ lên lửa sự tình về sau, hắn liền không ở tại Dương Châu Thành. Sư phụ ta trong lòng đại khái cũng là có chút ấy nấy, cho nên chưa từng sách hắn, coi như hắn không tại. từng, Khương Quán bỗng nhiên có chút khẩn trương, nàng cầm tống cửu uyên tay có chút dùng sức, tống cửu uyên, ta có chút sợ hãi. Nàng giống như có thể cảm nhận được Phục Linh vậy sẽ tâm tình quả nhiên là cận hương tình khiếp, không sao, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tống cửu huyên bọn hắn xuống lầu lúc, trình cẩm đã chọn mấy bộ phục linh có thế xuyên thợ may, hắn đắc ý kết tốt sổ sách, nhanh như vậy liền nói tốt rồi. Bây giờ đi đâu đây a? À? chờ một chút một hương bọn hắn trở về, ngươi tìm một cái khách sạn dẫn bọn hắn nghỉ một chút, chúng ta ra ngoài làm một ít chuyện. Tống cửu huyên thay khương quán đem chuyện này an bài thỏa đáng, trình cẩm mặc dù tính tình đại điều một chút, hắn ở nghe lời, hắn gật đầu nói vậy được ta nhìn liền đối diện nhà kia khách sạn đi chờ các ngươi làm xong trực tiếp tới phục linh bọn hắn đến dương châu khẳng định cũng tới nơi này ta ở chỗ này chờ nàng cũng thuận tiện hắn một lòng đọc lấy phục linh không có chú ý tới la nương tử nghe hắn nói lên phục linh lúc đấy mắt hiển hiện tâm tình rất phức tạp nàng đã biết phục linh chính là làm mất cháu gái hẳn là nam nhân này chính là phục linh tướng công la nương tử trên dưới dò xét trình cẩm vài lần tướng mạo đường đường cũng không biết gia thế như thế nào đoán chừng biểu tỷ nàng lại muốn khóc. Nữ nhi mất đi, trở về đã tìm được ý trung nhân, tư vị quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm, ngồi xe ngựa của chúng ta đi. Khương quán mời la nương tử lên xe ngựa, làm sai sự tình chính là sư phó của nàng, không phải la nương tử. Húng chi la nương tử vẫn là phục linh gì, nàng không có so đo, la nương tử lại có chút xấu hổ, khương cô nương, chuyện năm đó ta thật nhiều thật có lỗi, chỉ là năm đó ta cũng chỉ là theo bày bên trong một cái học đồ, giúp không được nàng, ta biết, Khương Quán tạm thời không muốn đi phân biệt nàng nói thật giả, chỉ muốn gặp một lần cái này đều thân thể phụ thân, xe ngựa lái rời Dương Châu Thành, La Nương Tử thỉnh thoảng mở ra xe ngựa rèm chỉ đường, Tống Dịch đang đuổi xe ngựa, Khương Quán hai tay trùng điệp đặt ở trên hai chân, nhìn tâm tình không yên ổn tĩnh, quán quán, uống nước, Tống Cửu Uyên lấy ra túi nước bên trong giữ ấm nước linh tuyền, Khương Quán tiếp nhận bỗng nhiên uống một hớp lớn, sau đó Tống Cửu Uyên lại đưa cho nàng một cái thang bà tử, ủ ấm tay, nàng tay rất băng lãnh, Tống Cửu Uyên có chút đau lòng, từng ân, Khương Quán cực lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng lòng của nàng căn bản là bình tĩnh không được, cái loại cảm giác này quá mức chân thực, để nàng nhịn không được đem không gian bên trong hệ thống bắt tới, tiểu tinh linh, lời nhàm tai, ta cùng nguyên chủ đến cùng quan hệ thế nào, vì cái gì những tâm tình này như thế chân thực chân thực đến nàng coi là đây là cha ruột của mình trải qua sự tình chủ nhân ngươi đã là nàng nàng đã là ngươi tiểu tinh linh vứt xuống một câu nói như vậy liền không lên tiếng nữa khí khương quán kém chút chửi ầm lên tiểu tinh linh lời này của ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ nguyên chủ là kiếp trước của ta hệ thống vẫn là nói ta mất trí nhớ nguyên chủ chính là ta ta chính là nguyên chủ hệ thống ngươi ngược lại là nói a à, đều không phải tiểu tinh linh rốt cục mở tôn miệng Chủ nhân không cần xoắn suýt những cái này, đến phải biết thời điểm, chủ nhân liền biết, ta đi đại gia ngươi, Khương Quán đến cùng nhịn không được văn tục, rơi vào Tống Cửu Uyên trong mắt, nàng mi tâm một hồi giãn ra một hồi nhào tại cùng một chỗ, nhìn cảm xúc đặc biệt phức tạp, tóm lại không thích hợp, Quán quán, ngươi làm sao rồi? Tống Cửu Uyên thăm dò tính mở miệng, Khương Quán lúc này mới hoàn hồn, nàng cực lực gạt ra một nụ cười, ta không sao, Thương cô nương một mực trầm mặt la nương tử cực lực thu nhỏ mình tồn tại cảm, nhưng ở tiếng vào rừng trúc trước đó, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nàng. Ngài tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, ta sợ ngươi chờ chút không chịu nổi. Về phần cụ thể, nàng không nói. Tống cử viên nhìn khương quán thần sắc biến, lập tức nói. Quán quán, ngươi nếu là cần tỉnh táo một chút, chúng ta ngày mai lại đến thế nào? So với nhạc phụ, vẫn là quán quán trọng yếu. Tống cử viên không nguyện ý để bất luận bóng người nào vang khương quán không sao Khương quán ngước mắt nhìn về phía hắn giật giật môi cười nói ta đợi một ngày này chờ quá lâu nha không nhìn thấy hắn ta làm sao yên tâm a à, ta sẽ khống chế tâm tình của mình lại nói nếu là có sự tình gì đây không phải còn có ngươi sao nàng nói từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc đưa tới tống cửu uyên trên tay vạn nhất ta nếu là cùng phó đại nương đồng dạng khí cấp công tâm té xỉu ngươi liền cho ta cho ăn cái này tống cửu uyên la nương tử xem ra tỷ tỷ nàng tìm tới nữ nhi quá hưng phấn té xỉu chẳng qua nàng khẳng định khương cô nương sẽ không như thế hưng phấn bởi vì xe ngựa tại trong rừng trúc thật nhanh phi nhanh la nương tử bỗng nhiên mở miệng nói bên trong vào không được ta mang các ngươi đi vào đi được khương quán cùng tống cửu uyên xuống xe ngựa hắn cầm một cái áo choàng dài choàng tại khương quán trên thân cẩn thận lấy điểm đừng đông lạnh lấy ừm ân khương quán công mắt cười một tiếng ngươi nói ta tay không đi qua có thể hay không không tốt lắm ngươi muốn cầm vài thứ cũng có thể tống cửu uyên biết khương quán đây là khẩn trương nàng so với nàng tưởng tượng càng để ý vị này phụ thân dù sao vị này phụ thân từ nhỏ đối nàng yêu thương là thật được rồi gặp mặt rồi nói sao khương quán bỏ đi ý nghĩ la nương tử thái độ làm cho trong nội tâm nàng hiện ra dự cảm không tốt mấy người hướng phía rừng trúc đi qua xuyên qua một chỗ người đi ra đường nhỏ khương quán thoáng nhìn cách đó không xa dựng nhà tranh khương cô nương chính là chỗ này La Nương tử liếc qua nhà tranh, trên mặt biểu lộ có chút khó khăn, làm Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên ánh mắt rơi vào nhà tranh lúc, cuối cùng đã rõ nét mặt của nàng là bởi vì cái gì. Trong viện nam nhân ngồi tại trên xe lăn, một cái cô gái xinh đẹp cho hắn phủ thêm một kiện áo ngoài, hai người chung đụng đặc biệt cùng hài, mà phía sau bọn họ, một cái mấy tuổi cậu bé ngồi sổng trên mặt đất chơi con kiến, đây rõ ràng là đặc biệt hạnh phúc toàn gia A, chương 830, vừa rồi tỷ tỷ kia cùng cha dung mạo thật là giống a à. rõ ràng là phá lệ mỹ hảo một màn hương quán chợt ẩm ướt mắt con mắt chắc 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 nàng cố nén nước mắt ý là thay nguyên chủ nương không đáng a à. cho dù đối phương không có ký ức nàng vẫn là sẽ nhịn không được thay nguyên chủ cùng nguyên chủ nương minh bất bình quán quán tống cửu viên lòng bàn tay sát qua khóe mắt nàng xẹt qua nước mắt đừng khổ sở ngươi còn có ta la nương tự nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn cái này lòng chua xót một màn chỉ nhỏ giọng nói, ta cùng đào nương đều là đệ tử của sư phó, hai chúng ta bị phái đi chiếu cố hắn, lần kia cháy chính là đào nương cứu hắn, hai người hổ sinh tình cảm, chính là bởi vì như thế, sư phụ ta mới không đành lòng lại viết thư đến kinh đô, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt tác thành cho bọn hắn hai cái, ta biết, Khương Quán đè nén đáy lòng cảm xúc, có chút chạy trối chết, tống cửu uyên, chúng ta về trước đi. Nàng trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận rõ ràng hắn còn sống là thiên đại hảo sự, nhưng hôm nay cảnh tượng như vậy, nàng chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Được, Tống Cửu Uyên đáp ứng nàng, La nương tử tự nhiên sẽ không miễn cưỡng bọn hắn. Nàng Tư Tâm Kỳ thật cũng hy vọng khương quán có thể thành toàn sư muội hạnh phúc của bọn hắn. Ba người đang muốn rời đi, lại bị mắt sắc đào nương trông thấy, nàng chạy chậm đến ra xa nhà, "La tỷ, làm sao tới cũng không đi vào, mấy vị này là." Đào nương ánh mắt rơi vào khương quán cùng Tống Cửu Uyên trên thân hai người mặt không tính lộng lẫy, nhưng toàn thân khí thế làm sao cũng ngăn không được, cái này khiến nàng đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt, ta nhớ tới cửa hàng bên trong còn có chuyện không có xử lý, la nương ngượng ngay tại chỗ, Khương Quán đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nàng ngước mắt trả lời, nghe la nương tự nói ngươi theo kỹ rất tốt, vốn định tìm ngươi theo một vài thứ, a à đúng, la nương tử liên tục không ngừng bù, chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ đến ngươi lần trước tiếp trên diện rộng còn không có theo xong, quý khách muốn được gấp, Ta nghĩ đến thực sự không được ta liền tự mình theo, La tỷ, bức kia ta đã sắp theo xong rồi. Đào Nương vội vàng chào hỏi bọn hắn tiến đến, "Đã đến, liền tiến đến uống chén trà đi. Nàng là cái rất ôn nhu nữ tử, ánh mắt ngươi không muốn rồi." La Nương thần sắc nghiêm túc, ý thức được khương quán cùng Tống Cửu Uyên vẫn còn, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, "Dặn dò qua ngươi bao nhiêu lần, ban đêm không muốn theo đồ vật, phí con mắt. La tỷ, ta không sao." Đào Nương điềm tĩnh mà cười cười, khương quán cùng tống cửu biên đi ở phía sau ánh mắt của nàng rơi vào trong viện trên thân nam nhân hắn cùng giả mạo khương thượng thư quả nhiên giống nhau như đúc trách không được khương phu nhân muốn đem hắn tặng xa xa cái này nếu là kinh đô người nhìn thấy liếc mắt liền có thể nhận ra hắn nam nhân ánh mắt vừa vặn chuyển đến trên người bọn họ đối đầu khương quán đôi mắt lúc hắn thân thể hơi chấn động một chút xảy ra bất ngờ cảm giác quen thuộc để đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ khủng hoảng đào nương bọn hắn là Phúc sinh ca, bọn hắn là la tỷ khách nhân. Đào nương thanh âm hiển nhiên có chút nhảy cẩn, nàng đối phúc sinh cười nói, ngươi trước giúp ta chiêu đãi một chút bọn hắn, ta đi pha trà, thuận tiện cầm trước đó đồ theo cho bọn hắn trông thấy, nàng chạy rất nhanh, phúc sinh ca uống thuốc tiền có rơi, nàng cố gắng một chút, nhất định phải trị tốt phúc sinh ca, các ngươi tốt, phúc sinh thẳng tắp nhìn chầm chầm khương quán, luôn cảm giác cả người đặc biệt quen mặt, nhưng hắn cái gì đều nghĩ không ra, đau đầu muốn nứt, Phúc sinh mi tâm nhào tại một khối, tống cửu biên ngăn trở hắn ánh mắt, đúng vào lúc này, ngồi sổng trên mặt đất chơi cậu bé bỗng nhiên lao đến, cha, ngươi làm sao rồi, một câu cha, càng làm cho Khương Quán trong lòng đau xót, nguyên chủ trong trí nhớ cái kia yêu thương nàng phụ thân, cuối cùng cũng thành người khác phụ thân, nàng buông thõng con mắt, không còn dám nhìn Phúc sinh gương mặt kia. Cha nàng Khương Thiệu Văn cùng gừng thiệu võ song bào thai, rõ ràng dáng dấp giống nhau mặt, nhưng Khương Quán liếc mắt liền nhìn ra hai người khí chất khác biệt, mẹ nàng như thế nào lại không nhận ra mình Tướng Công, Quán quán, chúng ta đi qua ngồi một chút, Tống Cửu Uyên lo lắng Khương Quán xảy ra chuyện, vội vàng vịn nàng ngồi tại nguyên chỗ bên trong trên ghế, trong tiểu viện mọi thứ đầy đủ, La nương tử xấu hổ lấy đối cậu bé nói, Bình An, đi gọi mẹ ngươi, cha, ta đi cấp ngươi lấy thuốc, Bình An chạy đặc biệt nhanh, nhìn mười phần lo lắng, La nương tử mỉm cười giải thích nói, Bình An đặc biệt hiểu chuyện biết giúp cha mẹ làm việc, cũng có nghịch ngợm sự tình. Phúc sinh chậm lại, cái trán ra mồ hôi rồng rồng, đáy mắt có vi phụ kiêu ngạo, từng có lúc, nguyên chủ làm ầm ĩ lúc, hắn cũng là như vậy cùng người ngoài nói a. À, Khương quán tim ê ẩm chát 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 chát, lúc này đào nương mang theo một cái bình ngọc tới, giọng nói của nàng vội vàng, Phúc sinh, ngươi thế nào rồi, yên tâm, ta không sao. Phúc sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng lấy đó trấn an, lại đưa tay vuốt vuốt căng thẳng khuôn mặt nhỏ bình an bình an, cha không có việc gì, ngươi hù chết ta, đào nương kém chút bị dọa khóc, ngược lại là một hạt viên thuốc cho ăn phúc sinh ăn, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cùng bình an làm sao bây giờ, ta thật không có sự tình, phúc sinh nuốt vào viên thuốc, hư nhược đối bọn hắn cười cười, ta làm sao lại vứt xuống các ngươi, bọn hắn một nhà mỹ mãn, khương quán lại nghĩ tới đã qua đời mẫu thân, chắc hẳn nàng đến cùng đều đọc lấy cha đi, nàng bỗng nhiên liền có chút sinh khí, bỗng nhiên đứng lên, ta còn có việc, đồ theo sự tình lần sau sẽ bàn đi thật có lỗi thật có lỗi là ta sơ sẩy đào nương mười phần ảo não đây chính là quý khách nàng sao có thể mạng đãi nàng đâu nàng vội vàng cầu cứu giống như nhìn về phía la nương tử la nương tử biết khương quán vì cái gì sinh khí nàng thở dài một tiếng nói đào nương ngươi trước chiếu cố thật tốt hài tử chờ chút nàng vang cầu vị này tổ tông ta à, đào nương có chút bối rối nhưng mà tống cửu viên đã nắm khương quán đi ra tiểu viện La nương tử nhìn bóng lưng của bọn hắn, lại liếc qua mờ mịt phúc sinh, căn dặn đào nương. Đào nương, gần đây ngươi chớ có đi trong thành, ta sẽ để cho tiểu nhị đến ngươi cái này cầm đồ theo. Nghiệp chướng A, hai người quanh đi quẩn lại ba bốn năm mới đi cùng một chỗ, mới qua mấy năm ngày tốt lành, người ta nữ nhi liền tìm tới cửa A. Đào nương nhìn chầm chầm la nương tử bóng lưng không rõ ràng cho lắm, nàng há to miệng, có chút mờ mịt nhìn về phía phúc sinh, phúc sinh ca, ta làm gì sai sao? ngươi không làm sai cái gì, Phúc Sinh tâm tình đặc biệt phức tạp, thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra một tia thương cảm, loại tâm tình này để cả người hắn đều không có tinh thần gì, song là nho nhỏ Bình An bỗng nhiên nói lời kinh người, vừa rồi tỷ tỷ kia cùng cha dung mạo thật là giống a. À? Cái gì? Đào Nương trong tay bình ngọc rơi xuống đất, nhớ tới nàng sư tỷ phức tạp biểu lộ cùng kỳ quái lời nói, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, chúng ta rất giống, Phúc Sinh miệng bên trong thì thầm mấy câu nói đó trong đầu lần nữa hiện ra Khương Quán thân ảnh, nàng là ai? Nàng đến cùng là ai? Sẽ là hắn mất đi trong trí nhớ người trọng yếu sao? Phúc sinh bỗng nhiên vỗ nhẹ đầu, khoanh, có cái gì nếu lấy đầu hắn bên trong dây nhỏ, hắn đau kém chút đổ mồ hôi. Phúc sinh ca, ngươi đừng nghĩ, ngươi nếu là muốn biết, ngày mai ta liền đi trên trấn hỏi la tỷ. đào nương nhìn Phúc sinh thống khổ như vậy, vội vàng năn nỉ lấy hắn, chương 831, ta coi ta cha chết rồi, hắn qua hắn thời gian nho nhỏ bình an cũng giúp đỡ khuyên cha ta sợ hãi ngươi đừng dọa ta cha không có việc gì phúc sinh một tay cầm đào nương một tay cầm bình an gắt cổng tâm tình lúc này mới dần dần bình ổn xuống tới hắn ánh mắt sáng rực nhìn qua đào nương chúng ta đi tìm la tỷ có được hay không hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu là bỏ lỡ khả năng liền rốt cuộc không gặp được tiến đến đến vị cô nương kia đi tại trong rừng trúc tống cử uyên cùng khương quán vai kề vai la nương tử cẩn thận từng ly từng tí giảm xuống mình tồn tại cảm khương quán thình lình lên tiếng đào nương nhìn thấy quan phủ bố cáo sao không có la nương tử khẩn trương cúi đầu thật xin lỗi khương cô nương là ta có tư tâm lúc trước đào nương vì phúc sinh cùng sư phó đưa khí bọn hắn thật vất vả mới đi đến cùng một chỗ ta không nghĩ để nàng gánh vác quá nhiều dứt khoát bọn hắn cũng ở tại nơi này a à vắng vẻ địa phương nàng rất ít đi dương châu thành khương quán tim cùng cùng đau nàng minh bạch mình là tại thay nguyên chủ cùng nguyên chủ nương khổ sở loại cảm giác này quá mức rõ ràng để khương quán thần sắc cũng đóng băng lên có thể cho ta nói một chút hai người bọn họ sự tình sao phúc sinh vừa bị đưa tới thời điểm gầy da bọc xương cả ngày ngơ ngác ngồi trong phòng la nương tự nhớ lại nhiều năm trước sự tình ta cùng đào nương bị sư phó sai khiến đi qua chiếu cố hắn hắn không nói nhiều chỉ là không có ký ức thỉnh thoảng sẽ hỏi chúng ta hắn đến cùng là ai nhưng chúng ta cũng không biết a à. Đào Nương tính tình thiện lương, đau lòng hắn gặp phải, thường xuyên cho hắn tặng đồ. Khi đó nàng bận bịu lợi hại, không có chú ý tới những chuyện này, chờ phát hiện Đào Nương tâm ý lúc đã tới không kịp, lại về sau sư phụ ta thân thể không tốt, ta chậm rãi tiếp nhận cửa hàng bên trong sự tình. La Nương tử ngữ khí thương cảm, chiếu cố hắn người biến thành Đào Nương một người, có một lần bởi vì tiểu nhị sai lầm, theo phủ lên lửa, phúc sinh vì bảo hộ Đào Nương tổn thương đi đứng bọn hắn cùng một chỗ biến mất một ngày một đêm, về sau tìm tới bọn hắn thời điểm, sư phó thương hại đào nương, đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ, đa tạ báo cho, khương quán bọn hắn đã đi bộ đến xe ngựa trước mặt, mấy người lên xe ngựa, xe ngựa hướng phía Dương Châu Thành chạy tới, tống cửu huyên tri kỹ cho khương quán khoanh tay, la nương tử xoắn suýt một đường, tại vào thành về sau, vẫn là nhịn không được hỏi ra âm thanh, khương cô nương, mẹ ngươi, mẹ ta đã sớm không có. Khương Quán ngước mắt nhìn qua La Nương tử, hôm nay đa tạ ngươi, ta còn có việc, sẽ không tiễn ngươi. Nàng đem La Nương tử đặt ở cửa thành, bọn người rời đi, lúc này mới nhào vào Tống Cửu Uyên trong ngực rơi nước mắt, Tống Cửu Uyên, ta thật khó chịu a, à? ta biết ta biết. Tống Cửu Uyên đại thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng an ủi nàng, quán quán, muốn khóc liền thống khoái khóc lên đi. Khương Quán không có kéo căng ở khóc lên, một hồi lâu về sau mới chậm tới nàng tiếp nhận tống cửu biên đưa cho nàng khăn xoa xoa nước mắt, kỳ thật mẹ ta đã qua đời, cha ta nếu là khác tìm, tại bất luận cái gì thời đại đều là bình thường, chỉ là ta vẫn là thay nương khổ sở, tại nàng điếm cuối của sinh mệnh, khả năng lo nghĩ vẫn là cha ta, nhưng đã nhiều năm như vậy, cha ta trong trí nhớ căn bản không có nàng, còn có người mới cùng mới tiểu hài, ta hiểu, tống cửu biên lý giải khương quán đau khổ, dù sao năm đó tìm về cha hắn lúc, Tình cảm của hắn cũng giống vậy phức tạp. Tống Cửu Uyên, chúng ta coi như chưa thấy qua hắn đi." Khương Quán bỗng nhiên làm ra quyết định để Tống Cửu Uyên giật mình, nếu thực như thế, nàng Tân Tân khổ khổ tìm tới người, thế mà cái này dễ dàng như vậy rời đi. Từng, Khương Quán đã bình tĩnh trở lại, nói cho cùng hắn cũng là người bị hại, cũng không phải có tâm phụ ta nương. Ta biết mình không nên giận chó đánh mèo hắn, nhưng chỉ cần gặp mặt, ta sẽ khống chế không nổi mình không trách hắn. Kết quả tốt nhất chính là coi ta chưa từng tới, ta coi ta cha chết rồi hắn quên chuyện cũ trước kia thật tốt qua hắn tháng ngày đây là nàng lần thứ nhất gặp phải một cái mất trí nhớ bệnh nhân lại tích cực trị liệu để hắn khôi phục ký ức khi đoạn ký ức quá mức nặng nề cùng đau khổ có lẽ quên cũng là chuyện tốt chỉ cần ngươi quyết định ta tôn trọng ngươi hết thảy quyết định tống cử uyên trong mắt đều là đau lòng thật vất vả tìm tới thân nhân lại là cảnh tượng như vậy đây đối với quán quán đến nói có chút tàn khốc xe ngựa đến khách sạn lúc một hương nghiêm đại phu cũng đã trở về Trình Cẩm hí ha hí hưởng gọi cả bàn rượu ngon thức ăn ngon. Tống Cửu Uyên, Khương Quán, ta điểm sát vách tửu lâu chiêu bài đồ ăn, chúng ta hôm nay không say không về, các ngươi ăn trước đi, ta mệt mỏi. Khương Quán kéo ra một nụ cười, nhấc chân lên lầu, nhìn không quá tinh thần. Một hương lo lắng nhìn xem bóng lưng của nàng, bận biểu quan tâm hỏi Tống Cửu Uyên, sư cha, sư phụ ta làm sao rồi, không có việc gì, nàng khả năng cần hoãn một chút. Tống Cửu Uyên khoát tay áo, các ngươi ăn đi, ta đi bồi quán quán không cần phải để ý đến chúng ta nói hắn bước nhanh đi theo lên lầu một hương đứng tại chỗ miệng bên trong thì thầm song song sư phó cha sẽ không không có đi nàng là biết sư phó đến tìm cha chỉ là tình huống cụ thể không biết hiện tại nhìn tình huống không tốt lắm được rồi ngươi một cái tiểu thí hài đi theo bận tâm cái gì vạn sự có tống cửu uyên ở đây trình cẩm đưa cho nghiêm đại phu một ánh mắt để hắn đem một hương dẫn đi ăn cơm bọn hắn vẫn là không muốn cho Khương Quán thêm phiền tương đối tốt, trên lầu, Tống Cửu Uyên theo sát lấy Khương Quán vào nhà, Tống Cửu Uyên, ta một người lặng lặng, tốt, ta chờ ngươi, Tống Cửu Uyên biết nàng muốn vào không gian, cũng không có miễn cưỡng đi theo vào, chỉ là đưa mắt nhìn nàng từ trước mặt biến mất, hắn ngơ ngác ngồi trong phòng, mà không gian bên trong, Khương Quán tâm tình tốt chuyển một chút, nàng đi dược điền, hái được không ít thảo dược, một chút xíu bào chế ra tới, lại làm rất nhiều viên thuốc còn trồng một chút mới rau quả, sau đó ăn ngon uống sướng mấy trận, như thế một hồi bận rộn lục xuống tới, đáy lòng tâm tình tiêu cực bị tiêu hao không sai biệt lắm, nàng lúc này mới nhớ tới chờ ở bên ngoài nàng Tống Cửu Uyên, nàng từ không gian ra tới, liền đối với bên trên Tống Cửu Uyên ánh mắt đờ đẫn, hắn cứ như vậy khô tọa một đêm, bên ngoài trời sáng choang, Khương Quán nhìn hắn râu ria sồn xoàm, không khỏi có chút đau lòng, ngươi cứ như vậy ngồi một đêm, không, ta ngủ qua, chỉ là tỉnh sớm, ngủ không được dứt khoát lên đã tọa tống cửu Uyên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt khương quán liếc qua không có bất kỳ cái gì nếp uống chăn mền có chút im lặng kéo ra miệng tống cửu Uyên, ta không sao nha nàng cái này tự lành năng lực nhanh nên buông tay lúc liền buông tay đúng chuyến này cũng coi như tâm nguyện của ta chúng ta ngày mai về cửu châu a khương quán méo một chút đầu xinh đẹp trong con ngươi đầy tràn hào quang không chừng chúng ta còn có thế gặp phải năm mới được tống cửu Uyên đáy lòng đều là thoải mái hắn còn lo lắng quán quán nghĩ quẩn, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền khôi phục, không hổ là hắn thích cô nương, đi thôi, chúng ta xuống dưới, không phải một hương bọn hắn nên lo lắng nha, Khương quán uống lên môi cười cười, về phần cửu cửu bên kia, đợi nàng muốn trả lại viết thư đi, hai người vừa mở cửa, liền cùng dự định gõ cửa một hương đối đầu, sư phó, một cặp vợ chồng tìm ngươi, một hương nghĩ đến người kia và sư phó tương tự mặt, khống chế không nổi suy nghĩ nhiều. Nguyên lai sư phó cha không chết a à, chương 832, chẳng lẽ phúc sinh lúc trước liền có gia thất, người kia có cái gì đặc thù, tống cửu huyên cẩn thận từng ly từng tí liếc qua khương quán, lo lắng khương quán sẽ khổ sở, một hương cũng cẩn thận nói, nam tử kia dường như đi lại không tốt, là bị nữ tử đẩy đi tới, không gặp, khương quán bỗng nhiên đóng cửa lại, phòng đối diện bên ngoài một hương nói, ngươi liền nói ta đã rời đi, được, một hương vừa muốn quay người, liền đối đầu đôi kia hai vợ chồng ánh mắt nguyên lai like hai người này vậy mà đuổi theo lầu hai một hương hoảng hốt thanh âm cất cao thật có lỗi các ngươi tìm người đã rời đi ta đều nghe thấy phúc sinh trong giọng nói mang chút bất đắc dĩ nếu như nói hôm qua chỉ là suy đoán như vậy hôm nay hắn khẳng định nửa đời trước của hắn khẳng định cùng cái cô nương này có quan hệ một hương các ngươi đã nghe thấy liền cũng biết sư phụ ta không muốn gặp các ngươi một hương tự nhận là tính tình lãnh huyết người phàm là có lỗi với nàng sư phó, nàng cho không được tốt thái độ, thật có lỗi, phúc sinh ho nhẹ một tiếng, hắn đưa tay gõ cửa một cái, cô nương, ta biết ngươi biết ta, có lẽ giữa chúng ta còn có cái khác quan hệ, ta mấy năm nay ngơ ngơ ngát ngát, làm sao cũng nhớ không nổi đi qua, nếu là cố nhân, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút chuyện đã qua, không, khương quán mở cửa phòng, nàng thần sắc lãnh đạm, đạm mạc ánh mắt đảo qua phúc sinh cùng đào nương, ngươi đoán sai, ta cũng không nhận ra ngươi. Nàng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt cực giống mới tới Dương Châu Thành Phúc Sinh, đào nương ngu ngơ tại nguyên chỗ, hôm qua không có nhìn kỹ, hôm nay lại tinh tế nhìn, cô nương này cùng Phúc Sinh rất giống, chẳng lẽ Phúc Sinh lúc trước là có gia thất, đào nương tim rút rút đau, nàng nhìn về phía Phúc Sinh, giờ phút này Phúc Sinh hai con ngươi phức tạp nhìn qua Khương Quán, mặc dù không biết nàng là ai, nhưng Phúc Sinh khẳng định, đây là thân nhân của hắn, cho dù nàng đối với hắn mặt lạnh, nhưng loại kia thiên nhiên cảm giác thân thiết không phải giả cô nương đào nương trong lòng xoắn xuýt vạn phần có thể đối bên trên phúc sinh tội nghiệp ánh mắt đến cùng vẫn là mềm lòng nàng lấy hết dũng khí đối khương quán nói phúc sinh những năm này trôi qua khổ hắn muốn biết mình từ nơi nào đến mỗi lần cố gắng muốn đi sự tình liền đầu đau muốn nứt đã ngươi biết hắn cầu ngươi nói cho hắn đi các ngươi hiểu lầm khương quán tránh đi phúc sinh duỗi ra tay hắn chỉ là cùng ta một cái cố nhân dáng dấp tương tự thế giới chi lớn không thiếu cái lạ người có tương tự cũng không đủ là lạ quán quán xe ngựa chuẩn bị kỹ càng chúng ta đi thôi tống cửu biên viện khương quán rời đi hai người từ đầu đến cuối đều không có quay đầu xem bọn hắn liếc mắt phúc sinh nhìn khương quán bóng lưng trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đoàn thân ảnh nho nhỏ hơi lập tức trôi qua a à, phúc sinh án lấy đầu mình đau khổ kêu trên một tiếng khương quán tự nhiên cũng nghe thấy nhưng nàng không quay đầu lại đi xuống lầu khương quán tự nhủ như là đã có cuộc sống mới liền quên quá khứ đi nàng nhìn ra được nguyên chủ phụ thân hẳn là một cái có trách nhiệm cảm giác người để hắn nhớ tới đi qua hắn sẽ càng thêm đau khổ người a không thể đã muốn cũng phải hai chọn một khó chọn mà nàng cũng không phải như vậy cần một cái cha phúc sinh phúc sinh đào nương sợ hãi ôm chặt phúc sinh lúc này hắn đau khổ ôm đầu trong đầu có một tia mảnh vỡ xẹt qua chỉ là rất nhanh những cái kia mảnh vỡ lại biến mất không gặp Phản phất chưa hề xuất hiện qua, Đào Nương, giúp ta, cầu ngươi giúp ta một chút. Tốt, ta giúp ngươi, Phúc Sinh. Đào Nương là thật yêu hắn, từ lần đầu tiên gặp hắn liền yêu hắn. Nàng đã là La tỷ mang tới, chắc hẳn La tỷ biết một chút nội tình, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Cám ơn ngươi, Đào Nương. Phúc Sinh nắm chặt Đào Nương tay, đáy lòng vô cùng cảm kích, nhưng hắn luôn cảm giác mình quên đi đặc biệt người trọng yếu. Lúc này Tống Cửu Huyên bồi tiếp khương quán đi Dương Châu nổi danh tửu lâu hắn ôm nhu thay khương quán trang một bát cơm chiên thật không hối hận không hối hận khương quán nếm thử một miếng cơm chiên là dương châu bên này phong vị chẳng qua nàng càng thích cây một chút nhất là tại nàng tâm tình không tốt thời điểm chỉ là một hương cùng nghiêm đại phu tại nàng không dễ làm chúng từ không gian cầm đồ vật tống cửu uyên lại đặc biệt hiểu rõ nàng hắn vẫy vẫy tay tống dịch mang theo một cái hộp cơm tiến đến sau đó đặt ở khương quán trước mặt đây là cái gì khương quán một mặt mê hoặc trong lòng lại dâng lên một loại nhảy cẩn cảm giác, bị người nhớ thương, thật nhiều ấm áp, ngươi mở ra nhìn xem, tống cửu huyên nhíu mày cười cười, mặt mày bên trong thấm lấy ấm áp, khẳng định là ngươi thích đồ vật, được, khương quán vui vẻ mở ra hộp cơm, chờ thấy rõ ràng bên trong thịt vịt nướng cùng bên cạnh một đĩa cây thịt bò tương lúc, trong mắt bắn ra ánh sáng, lại có thịt vịt nướng, ta tìm kinh đô sư phó làm cho ngươi, đặc biệt thả quả ớt mặt. Tống cửu huyên bẻ một cái vịt chân bỏ vào khương quán trong chén, thèm đối diện một hương cùng trình cẩm chảy nước miếng, có trông thấy được không, về sau muốn tìm tướng công, tìm ngươi sư cha dạng này, nghiêm đại phu một mực không biết khương quán cùng tống cửu biên thân phận, lại nhìn ra được hai người bọn họ tình cảm vô cùng tốt, một hương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cha nuôi, ta mới bao nhiêu lớn a à? không suy xét những cái này, ta còn muốn cùng ngươi cùng sư phó thật tốt học y, sau này làm chăm sóc người bị thương nữ đại phu, cái này cũng không chậm trễ, nhìn xem sư phó ngươi cũng là sự nghiệp tình yêu song bội thu a à. nghiêm đại phu đáy mắt hiện ra một vòng ao ước đáng tiếc vợ hắn bị tên rác rưởi kia hại không phải giờ phút này cũng nhất định rất hạnh phúc đi một hương nghiêm đại phu trình cẩm các ngươi cũng nếm thử hương quán đem thịt vịt nướng từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra sau đó bày ở cái bàn chính giữa gọi bọn họ hai cái cùng một chỗ ăn một hương vội vàng khoát tay sư phó ngươi ăn trước chờ ngươi ăn no ta lại ăn đây chính là sư cha đặc biệt cho sư phó mua, nàng lại thèm ăn cũng phải có phân tắc, để ngươi ăn thì ăn. Khương quán không cao hứng cho nàng kẹp cái vịt chân, hai sư đồ phốc phốc cười, bầu không khí cũng sung sướng rất nhiều. Trình cẩm tức giận nói, khương quán ngươi cũng quá bất công đi, ta cũng phải ăn vịt chân, ăn cái gì ăn. Tống cửu viên trừng trình cẩm liếc mắt, treo đến trình cẩm hoa hoa gọi, một hương cùng nghiêm đại phu trình cẩm ăn ý không hỏi đôi kia vợ chồng sự tình, hương quán cũng chưa hề nói mà đổi thành bên ngoài một bên, đào nương mang theo phúc sinh đi vào la nương tử theo bày bên trong, la nương tử thoáng nhìn hai người bọn họ tiến đến, lập tức mi tâm nhảy một cái, trong lòng dũng dân lên dự cảm không tốt. Ai u, ngươi cái khờ hàng, không phải để ngươi gần đây đừng tới trong thành sao? La nương tử thầm nghĩ, nàng người sư muội này chính là tính tình quá đơn thuần một chút, nàng có biết hay không mình tướng công có khả năng không có a? À. La tỷ, chúng ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Đào Nương biểu lộ 10 phần nghiêm túc, La Nương tử vô ý thức nhớ tới Khương Quán, liền bực bội đẩy bọn hắn một cái, "Có chuyện gì qua mấy, hai ngày này ta cửa hàng bên trong khách nhân nhiều, loay hoay không được, sợ là không có thời gian chiêu đãi các ngươi." Nàng đến cùng vẫn là có tư tâm, hy vọng nàng cái này đần độn sư muội có thể hạnh phúc. "La tỷ, ngươi có phải hay không biết chúng ta muốn hỏi điều gì?" Phúc Sinh mặc dù không có ký ức, nhưng đầu óc không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt. Chương 833 Phúc sinh biết ngươi là nữ nhi của hắn, La Tỷ, nếu như ngươi biết cái gì, còn xin ngươi nói cho chúng ta biết, đây đối với chúng ta đến nói thật rất trọng yếu. Đào nương tiến lên kéo lại La Nương tử khuỷu tay, cầu ngươi, La Tỷ, lúc trước chỉ cần nàng nũng niệu La Nương tử liền dễ dàng mềm lòng, lần này nàng nhưng không có, nàng sụ mặt, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, các ngươi không nhìn thấy cửa hàng bên trong thật nhiều người sao, lập tức ăn Tết, muốn làm quần áo mới nhiều người, xác thực bận biệu la tỷ đào nương bỗng nhiên quỳ gối la tỷ trước mặt ta cầu ngươi van cầu ngươi ngươi đây là làm cái gì la nương tử bị giật mình kêu lên phúc sinh cũng dọa đến muốn đi đỡ nàng đào nương ngươi không cần như thế la tỷ ta biết ngươi là vì ta tốt nhưng chúng ta có biết chân tướng quyền lợi a à? đào nương tính tình đơn thuần không có nghĩa là ngốc có thể để cho la tỷ như thế đủ kiểu giấu giếm nàng khi chân tướng khẳng định sẽ để cho nàng rất thống khổ nhưng nàng hiểu rõ phúc sinh cũng không nghĩ phúc sinh cả một đời không biết mình đến chỗ các ngươi trước cùng ta tới la nương tử phát giác được đào nương cử động hấp dẫn không ít người lực chú ý thế là mang theo bọn hắn đi vào đơn độc phòng trong phòng đào nương đẩy phúc sinh hai người biểu lộ thấp thỏm nhìn chằm chằm la nương tử uống trước chén trà đi la nương tử không vội không hoảng hốt cho bọn hắn ngâm trà sau đó chậm rãi nói nói đi tìm ta có chuyện nàng biết rõ còn cố hỏi đào nương cùng phúc sinh liếc nhau bởi vì lấy thân cận quan tú, vẫn là đào nương mở miệng, nàng đi thẳng vào vấn đề, hôm qua ngươi mang đến nhà chúng ta vị cô nương kia, nàng cùng phúc sinh là quan hệ như thế nào, la nương tự nắm bắt ấm trà tay có chút lắc một cái, nước trong ly trà tràn ra ngoài, nàng đem chén trà bày ở phúc sinh trước mặt, nếu như biết chân tướng sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống, ngươi sẽ còn muốn biết sao, ta nghĩ, phúc sinh kiên định gật đầu, các ngươi đều biết ta vừa được đưa đến Dương Châu Thành là tình hình gì. Ta muốn rời đi các ngươi thời khắc giám thị ta, lại về sau theo phủ lên lửa, ta chân phế liền rời đi gian phòng của mình cũng khó khăn, càng đừng đề tập đi địa phương khác. Nhưng ngươi bây giờ rất hạnh phúc a. À. La Nương tự ngước mắt nhìn về phía đứng tại Phúc Sinh bên cạnh thân Đào Nương, thật tốt qua các ngươi thời gian yên bình không tốt sao? Đào Nương tim chấn động, nàng bỗng nhiên ý thức được cái này chân tướng, rất có thể để nàng mất đi nàng yêu nhất người. Phúc Sinh trầm mặt một cái chớp mắt, hắn siết chặt xe lăn tay cầm nhưng ta như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống cũng coi như rất tốt sao ta chỉ làm liên lụy đào nương ta thân thể này cũng không biết có thể sống bao lâu ta nghĩ trước khi chết biết mình thân thế cũng muốn biết ta còn có hay không những thân nhân khác hắn an vị ở nơi nào toàn thân bị bi thương cảm xúc bao phủ nhìn đau khổ không chịu nổi phúc sinh đào nương không nhìn nổi hắn cái dạng này nàng đau lòng lợi hại thế là cầu khẩn nhìn về phía la nương tử La tỷ, ngươi liền thương xót một chút chúng ta đi. Được. La nương tử lại cho Đào nương rót một chén trà, nhìn qua Đào nương nhẹ nhàng thán một câu: "Ngốc cô nương, vị kia khương cô nương chính là Phúc Sinh nữ nhi." Cái gì? Phúc Sinh cùng Đào nương hai người đồng thời khiếp sợ trợn to con mắt. Phúc Sinh chưa hề nghĩ tới kia là nữ nhi của hắn, bọn hắn dáng dấp tương tự, hắn cũng chỉ coi là kia là muội muội của hắn, mà Đào nương đáy lòng sớm có suy đoán, bây giờ chẳng qua chứng thực suy đoán của nàng mà thôi nàng cầm phúc sinh tay run run cho nên hắn đã sớm ra thế thật sao vâng la nương tử chém đinh chặt sắt nổ đào nương đầu óc chia năm xẻ bảy cả người đều mộng mà phúc sinh cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ trong đầu lần nữa có một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy qua lần này hắn thấy rõ ràng chút là vị kia cùng hắn dáng dấp đặc biệt tương tự cô nương hắn tại cho nàng đẩy đu dây mà nàng chính nải thanh nải ký gọi hắn cha năm đó rất nhiều chuyện ta biết cũng không nhiều các ngươi nếu là muốn biết chân tướng, vẫn là muốn hỏi Khương cô nương, La nương tử không muốn tham dự quá nhiều, bây giờ Đào nương trên thân khí tức bi thương đã để nàng vô cùng khổ sở. Mặc dù Khương cô nương nương đã không tại, nhưng Khương cô nương người kiêu ngạo như vậy, như thế nào lại nhận Đào nương một cái nho nhỏ tú nương làm mẹ kế? Ta, à, Phúc Sinh há to miệng, đầu dừng lại bỗng nhiên mê muội, rất nhiều ký ức nhau nhao tiến vào trong đầu của hắn. Vui sướng, phúc sinh, Đào nương nhìn Phúc Sinh hôn mê bất tỉnh gấp giống kiến bò trên chảo nóng, la tỷ, nhanh, mau gọi đại phu, chờ lấy, la nương tử rất nhanh liền tìm một cái đại phu, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt đào nương, ta cũng đã làm cho ngươi đừng đến, đừng đến, ngươi làm sao liền không nghe? nhìn hắn lúc trước cái dạng kia, liền không giống xuất thân phổ thông, vị kia khương cô nương cũng thế, nếu là hắn nhớ tới lúc trước, sẽ còn muốn ngươi cùng bình an sao? la tỷ, ta biết ngươi là vì ta tốt, đào nương yên lặng chảy nước mắt nàng nhìn qua cái này yêu nhiều năm nam nhân, thế nhưng là ta không nghĩ hắn thống khổ như vậy còn sống. Ta biết hắn mỗi ngày tận lực ở trước mặt ta biểu hiện không thèm để ý chút nào, cũng mỗi ngày cố gắng làm bộ mình rất vui vẻ. Ngươi cái đồ ngốc, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? La nương tử không còn cách nào khác, lại còn phải tận tâm tận lực hô người tới cứu phúc sinh, mà đổi thành bên ngoài một bên. Khương quán ăn uống no đủ, nàng đã đem những cái kia chuyện tình không vui ném sau ót. Một hương hợp thời hỏi, Sư phó, chúng ta ngày mai liền xuất phát, không đợi phục linh sư tỷ sao, nàng hẳn là còn tốt hơn mấy ngày, coi như đến cũng phải đi theo cha mẹ của nàng về nhà, để trình cẩm chờ ở tại đây là được. Khương quán nhìn về phía trình cẩm, trình cẩm, ngươi năm nay về nhà ăn Tết sao, không nghỉ hồi, trình cẩm buông tay, các ngươi về trước cửu châu đi, ta tại bực này phục linh là được, hắn đến cùng vẫn còn có chút không nở, chẳng qua kia là phục linh nhà, cho nên hắn bổ túc một câu chờ ta nhìn một chút phục linh, liền đến cửu châu tìm các ngươi, vậy cứ như vậy đi, hết thảy nói xong, Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên mang theo người đi mua sắm một chút trên đường Lương Thảo, bởi vì biết Khương Quán có không gian, Tống Cửu Uyên cho nàng đánh mấy lần yểm hộ, để nàng lặng lẽ lấy ra không ít thứ thay thế mua được vật tư, chờ những cái này làm xong, đã đến trạng vạn tối, Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên trở lại khách sạn, để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút ngày mai chuẩn bị xuất phát, chỉ là vừa tiến khách sạn, Khương Quán liền gặp được chờ ở khách sạn Đào Nương cùng Phúc Sinh. Hai người dường như chờ một đoạn thời gian, Phúc Sinh sắc mặt khó coi, trắng bệch trắng bệch quán quán. Phúc Sinh nhìn chầm chầm Khương Quán mặt, trong mắt hiện ra hơi nước, hắn giống như khôi phục ký ức. Khương Quán không quá xác định, nhưng vẫn là mặt lạnh nói, các ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Khương cô nương, Phúc Sinh biết ngươi là con gái nàng. Đào nương biểu lộ đặc biệt phức tạp, nàng hẳn là nghĩ tới, hắn như thế gia thế, đến Dương Châu trước đó làm sao có thể không có vợ con đâu. Quán quán, thật xin lỗi, Phúc Sinh còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng hắn mơ hồ nhớ lại đây là nữ nhi của nàng, hắn hốt hoảng nhìn về phía Khương Quán, mẹ ngươi. Thế nào rồi, hắn ấy nấy chính là mình còn không có nhớ tới cùng mình kết tóc nương tử, bức thiết nghĩ từ Khương Quán nơi này nhận được tin tức, chương 834, coi như chúng ta chưa từng tới, chết rồi. Khương Quán đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, đã ngươi đã cùng với quá khứ cắt đứt, vậy liền hảo hảo qua cuộc sống của ngươi, coi như chúng ta chưa từng tới, như vậy sao được, Phúc Sinh kích động muốn đi bắt Khương Quán, lại từ trên xe lăn lăn xuống trên mặt đất, hắn chăm chú nhìn chầm chầm Khương Quán, phản phất đang xuyên thấu qua nàng nhớ tới người khác, Đào Nương cũng vội vàng cuốn quyết nói, Khương Cô Nương, các ngươi thế nhưng là cha con A, à. thật vất vả có thế gặp mặt, sao có thể làm làm không nhìn thấy, ngươi muốn biết chân tướng, có thể, theo ta lên lầu. Khương Quán vốn là không muốn đánh nhiễu bọn hắn sinh hoạt, cũng không để cho mình bực mình, đã bọn hắn tự tìm, khi nàng liền giúp hắn khôi phục ký ức, chờ hắn nhớ tới mẹ hắn, cũng không biết sẽ là cái gì tình hình. Quán Quán, ngươi tỉnh táo một chút, Tống Cửu Huyên biết lúc này Khương Quán là có chút mất lý trí, hắn một phát bắt được nàng tay, Khương Quán bỗng nhiên cười, yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì, có lẽ nội tâm của nàng vốn là còn ẩn giấu đi một chút không cam tâm đi sự xuất hiện của bọn hắn câu lên nội tâm của nàng chỗ sâu đối nguyên chủ cùng nguyên chủ nương thương yêu một đoàn người lên lầu hai khương quán lấy ra ngân châm dọa đến đào nương sắc mặt trắng nhật vội vàng ngăn tại phúc sinh trước mặt ngươi muốn làm gì yên tâm hắn là ta cha đẻ ta sẽ không tổn thương hắn khương quán chỉ là muốn để hắn khôi phục ký ức mà thôi phúc sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ đào nương ngu bàn tay đào nương ngươi yên tâm nàng tin tưởng nàng sẽ không tổn thương ta hai người tình ý nồng đậm lại để cho Khương Quán thay mẹ nàng không đáng. Nàng đầu ngón tay thô lỗ nắm lên phúc sinh thủ đoạn, bắt mạch qua đi hơi kinh ngạc. Bộ này bệnh trầm kha thân thể có thể sống đến hiện tại, cũng là may mắn. Ngươi nằm xuống, Khương Quán để phúc sinh nằm tại trên giường. Nàng đầu ngón tay vân vê ngân châm, gần từng chữ một, ghi nhớ, ngươi gọi Khương Thiệu Văn. Dứt lời, nàng ngân châm một chút xíu không có vào phúc sinh trên thân. Một bên đào nương ngơ ngác nhìn Khương Quán động tác, một châm lại một châm vào đi, đào nương đau khổ bụng mặt, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống, rốt cục thi xong châm, khương quán đã đầu đầy mồ hôi, tống cửu viên ở bên cạnh thay nàng ôm nhu lau sạch lấy mồ hôi, muốn qua một khắc đồng hồ mới lên châm, khương quán nhìn về phía mặt đầy nước mắt đào nương, nếu là hắn tỉnh lại, liền sẽ nhớ tới đã từng yêu qua mẹ ta, mỹ hảo của các ngươi một đi không trở lại, ta biết, đào nương ô ô khóc lên, nhưng ta không nghĩ hắn như vậy đau khổ, hắn dù sao cũng nên biết mình là ai nàng là cái rộng lượng nữ nhân nhưng lại tự tư muốn đem cái này nam nhân lưu lại biểu hiện của nàng ngược lại để khương quán hơi kinh ngạc có lẽ sẽ có rất nhiều nữ nhân vì nam nhân yêu ngăn cản hắn khôi phục ký ức nhưng nàng không có ngược lại còn như thế duy trì khương thiệu văn tìm về ký ức hắn đến dương châu trước thành cùng mẹ ta tình cảm rất tốt khương quán biết đào nương hiếu kỳ dứt khoát đem chuyện năm đó toàn bộ nói thẳng ra bao quát khương thiệu văn là bị mình tiểu thiếp và thân huynh đệ hại thành dạng này không rõ chi tiết đào nương cả người đều ngốc căn bản liền tiêu hóa không được khương quán miệng thảo luận chân tướng nàng tướng công không chỉ có qua nương tử còn có tiểu thiếp thậm chí hắn vẫn là thượng thư là quan phủ người đào nương đều quên làm sao khóc nàng sững sờ đứng tại chỗ chấn động to lớn để nàng có chút thất thần đã tỉnh lại liền không cần trang khương quán nhìn về phía nằm tại trên giường khương thiệu văn tiện tay gỡ xuống trên người hắn ngân châm khương thiệu văn tỉnh Đám người vội vàng nhìn về phía nằm ở trên giường Khương Thiệu Văn, bị Khương Quán vạch trần, đầu ngón tay của hắn run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt ra, không giống Phúc Sinh như vậy trong mắt mang theo đau thương cùng thiện lương. Hắn nhìn về phía Khương Quán trong mắt càng nhiều hơn chính là ấy nấy cùng khổ sở, cả người càng là bao phủ tại mãnh liệt trong bi thương, một giấc chim bao mười mấy năm, tỉnh lại lần nữa, dường như đã có mấy đời, quán quán, mẹ ngươi nàng. Thật không có sao. Khương Thiệu Văn khóe mắt có nước mắt lướt qua, một đại nam nhân nhịn không được đỏ mắt, thân thể rung nhẹ nhẹ. Vâng, Khương Quán khẳng định nhẹ gật đầu, chẳng qua ngươi yên tâm, ta đã thay ta nương báo thù. Mặc kệ là thay thế ngươi gừng thiệu võ, vẫn là tổn thương mẹ ta, Khương Phu Nhân, bọn hắn lúc này cũng đã đi Diêm Vương bên kia tìm mẹ ta thỉnh tội đi. Nhìn nàng tuổi còn nhỏ nói chuyện trầm ổn như vậy, nghĩ đến nếm qua không ít khổ, chỉ là nàng tuyệt không cùng đào nương nói. Khương Thiệu Văn đáy mắt đều là thương yêu cùng ấy nấy, thật xin lỗi, là cha có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi, cha không biết hắn là người như vậy, là cha không có bảo vệ tốt hắn lòng lan dạ thú, hắn khi đó chỉ là đau lòng đồng bào huynh đệ, căn bản không có chú ý tới đối phương lòng lan dạ thú, đi qua, Khương Quán lẳng lặng nhìn qua hắn, đem ngân châm một cây lại một cây thu vào, nàng động tĩnh không tính nhanh, nhưng đáy mắt đạm mặt thật sâu làm bị thương Khương Thiệu Văn, hắn ngồi dậy, quán quán, ta. Phúc sinh ca, đào nương cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ chậm lại, nàng khổ sở nhìn qua cái này nam nhân xa lạ. Đúng vậy, Khương Thiệu Văn thanh tỉnh về sau, cùng trước đó căn bản không giống một người. Đào nương, Khương Thiệu Văn nhìn qua đào nương, hắn khôi phục không chỉ là nhiều năm trước ký ức, những năm này ký ức cũng không có quên. Hắn nhìn về phía đào nương trong mắt tràn đầy phức tạp, duy chỉ có không có thân là Phúc sinh lúc ôm nhu cùng yêu thương. Đào nương tim từng đợt cùng đau nhức, Phúc sinh ca, ta đi bên ngoài chờ ngươi, nàng bỗng nhiên có chút không chịu nhận, không chịu nhận dạng này xa lạ tướng công, đào nương trong lòng sinh một chút hối hận, nhìn qua bóng lưng của nàng, phúc sinh đáy lòng hiện ra một vòng không đành, nhưng rất nhanh lại bị ép xuống, quán quán, chỉ cần ta còn sống, ta liền phải đền bù ngươi, không cần, khương quán khẽ nhíu mày, nàng kỳ thật không có ý định lại cùng khương thiệu văn lại bất luận cái gì liên lụy, bọn hắn đến cùng đã không phải là người của một thế giới, quán quán, ngươi còn tại quái cha sao? Khương Thiệu Văn khổ sở bụng mặt, là, là ta không có che chở hai mẹ con nhà ngươi. Nếu không phải ta đối anh ruột thiện tâm, có lẽ liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Hắn đã biết từ lâu trang tử bên trên ở một cái đồng bào huynh đệ, mình có thế bên ngoài tự do bay lượng. Nhưng hắn chỉ có thể núp ở trang tử bên trên, cho nên tâm hắn mềm, vụng trộn đi xem qua thật nhiều lần. Thậm chí hai người còn đổi qua một lần trang, có lẽ chính là lần kia thay đổi trang phục để gừng thiệu võ dần dần sinh cái khác tâm tư. Khương thiệu văn hối hận lúc trước, nhưng mà Khương quán cũng không cảm kích, nàng đạm mặt hợp lý một cái bình ngọc đặt ở trước mặt hắn. Chuyện đã qua ta không có để ở trong lòng, mỗi ngày ba lần, một lần một hạt, quán quán, ta biết ngươi trách ta tại Dương Châu lại khác cưới. Khương thiệu văn biết Khương quán tâm tình, hắn khổ sở buông thỏng đôi mắt, vâng, ta xác thực đối đào nương sinh qua tâm tư khác, cho nên ngươi càng hẳn là cắt đứt bất hạnh đi qua, chúng ta không muốn lại có liên lụy. Khương Quán có chút tức giận, như là đã có cuộc sống mới, cần gì phải còn muốn nàng nữ nhi này. Quán Quán, ngươi sai. Khương Thiệu Văn dắt môi chật vật gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, đây không phải là đau khổ đi qua. Cùng mẹ ngươi thành hôn những ngày kia, là ta vui vẻ nhất mấy năm. Chương 835, khôi phục ký ức, ha ha, Khương Quán cười lạnh, tình người ấm lạnh không gì hơn cái này. Có lẽ là nghe ra trong giọng nói của nàng trào phúng, Khương Thiệu Văn ấy nấy liếc qua ngoài phòng chờ hắn đào nương kỳ thật ta cùng đào nương tính không được chân chính vợ chồng. Cái gì, cái này kinh ngạc người đổi thành Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên, hai người hiển nhiên không tin, dù sao trước đó xem bọn hắn hai hổ động, rõ ràng chính là hai vợ chồng. Khương Thiệu Văn cười khổ một tiếng, được đưa đến Dương Châu Thành về sau, ta gần như mất đi tự do, không nhớ rõ mình là ai, càng không cho phép tùy ý đi lại, trong mỗi ngày bị giam tại theo bày phía sau tiểu viện tử, kỳ thật lần kia cháy là bởi vì ta muốn chạy chạy không có lường trước sẽ đốt theo bầy đào nương phát hiện nàng không đành lòng nhìn ta cả ngày gầy gò xuống dưới cho nên giúp ta một tay lại về sau nàng kém chút bị hỏa trụ đốt tới ta không đành lòng cứu nàng khương thiệu văn đem lúc trước chân tướng êm tai nói chúng ta thoát đi theo bầy nhưng chúng ta rất nhanh liền phát hiện không có theo bầy chúng ta cũng không biết đi con đường nào cũng rất nhanh bị theo bầy người tìm tới ta không nghĩ lại trở lại những cái kia tối tăm không mặt trời thời gian đào nương liền đưa ra phối hợp ta chỉ cần nàng cùng ta thành thân sư phó của nàng liền sẽ không khó xử nàng cho nên các ngươi là giả thành thân khương quán nghĩ đến đào nương trong mắt yêu thương đột nhiên cảm giác được cha nàng có chút cặn bã vâng chúng ta ước định chỉ cần ta tự do liền hòa ly khương thiệu văn đối đào nương đến cùng vẫn còn có chút tình ý hắn nói lúc đầu sư phó của nàng chết về sau chúng ta liền nên hòa ly hết lần này tới lần khác khi đó đào nương nhặt được bình an hết lần này tới lần khác bình an còn có chút giống ta nàng liền mê muội giống như muốn lưu hắn lại, nàng muốn giữ lại chính là ngươi. Khương quán thở dài một hơi, có lẽ cha nàng chính mình cũng không biết, hắn đối đào nương là sinh tình cảm, trong mắt cảm xúc sẽ không làm bộ. Lại về sau chúng ta cùng một chỗ chiếu cố bình an, ăn ý không có sách hòa ly sự tình. Khương thiệu văn sợ Khương quán sinh khí, liên tục không ngừng nói, bình an thật không phải con của ta, lần kia đại hỏa, cũng cho ta mất đi sinh dục năng lực, từng. Khương Quán nhìn ra được, hắn cũng không hề nói dối chính là bởi vì dạng này nàng bỗng nhiên không biết nên như thế nào đối mặt đào nương đó cũng là một cái đáng thương cô nương trông coi một cái có lẽ căn bản không yêu nàng nam nhân quán quán ta nghĩ về kinh đô khương thiệu văn bỗng nhiên mở miệng nói cho ta mẹ ngươi tán ở nơi nào ta muốn đi nhìn nàng mười mấy năm qua giống như là giống như nằm mơ khương thiệu văn thanh tỉnh lúc lại phát hiện người yêu dấu nhất đã không tại hắn sắp điên ngươi bây giờ tình huống thân thể không tốt lắm, khương quán ăn ngay nói thật, miễn cưỡng đi đường, cũng đến không được kinh đô. mẹ ngươi nàng, khương thiệu văn đau khổ cực, ta quá muốn mẹ ngươi a, à. mười mấy năm qua giống như là giống như nằm mơ. quán quán, khương gia nhưng còn có người sống, chúng ta mạch này không có. khương quán nhấc lên khương gia mười phần tỉnh táo, thậm chí ẩn ẩn còn có chút chán ghét. khương thiệu văn liền đoán được, nàng có lẽ là chỉ nói bọn hắn sự tình, người nhà họ khương khẳng định tổn thương qua nàng. Thật xin lỗi, quán quán, ta mệt mỏi, Khương quán không có gì tâm tư tại cùng Khương Thiệu Văn nói tiếp, Tống Cửu uyên lý giải nàng, hắn ôm nhu nói, quán quán, ngươi đi nghỉ trước, còn sót lại ta đến cùng hắn nói đi. Được, Khương quán nhấc chân ra phòng, ngoài phòng đào nương chờ ở chỗ ấy, nàng ngửa đầu mê mang nhìn qua Khương quán, Khương cô nương, cha ngươi hắn. Sẽ không theo ta trở về đúng hay không? Ta không biết, Khương quán kỳ thật không phải cái tâm lạnh người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt đào nương dạng này nhu nhược nữ nương, thật xin lỗi, ta không biết hắn tại kinh đô có gia thất. Đào nương hít mũi một cái, là ta quá đần, không nghĩ tới những cái này, càng không có nghĩ tới hắn có người con gái lớn như vậy. Hôm qua vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta xác thực đặc biệt thay ta nương không đáng. Khương Quán nói ra bản thân trong lòng nói, nhưng là hôm nay, ta nhìn thấy các ngươi nữa, cũng biết các ngươi nhìn nhau quá trình, lúc kia hắn không có ký ức ngươi cũng không biết hắn quá khứ cũng chưa nói tới cái gì đúng sai huống chi các ngươi thành hôn lúc mẹ ta cũng đã không tại dù sao tại cha nàng bị thay thế không bao lâu mẹ nàng biết chân tướng liền bị gừng thiệu võ giải quyết a à. Khương quán bỗng nhiên có chút khổ sở khổ sở như vậy thanh lệ thông thấu nữ tử hương tiêu ngọc vẫn về sau liền nàng cho rằng nhất kiên trinh tình yêu cũng đã không còn thuần khiết ta à, đào nương khổ sở liếc qua trong phòng ta có thể vào nhìn nhìn lại hắn sao ta sẽ không tham dự hai người các ngươi sự tình. Khương quán than nhẹ một câu, để đào nương trong lòng hoang mang rối loạn, cha ngươi hắn, có phải là để ý ta tồn tại, nàng đặc biệt khổ sở, lúc đầu hai người cùng một chỗ chính là nàng miễn cưỡng hắn, bây giờ hắn nhớ tới quá khứ yêu nhau nương tử, nghĩ hất ra nàng giống như cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ngươi có thể đến hỏi nàng, Khương quán xoay người đi phòng cách vách, một hương gặp nàng tiến đến, liên tục không ngừng chân chó tiến lên, sư phó, ta cho ngươi xoa bóp vai, Đừng có đùa bảo, ngươi công khóa làm như thế nào rồi. Khương quán một câu, để một hương như là bị bóc lấy cổ gà trống, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sư phó, người ta vốn là muốn an ủi ngươi, ta không cần an ủi, ngươi trở về phòng đi. Khương quán khoát tay áo, những cái kia tâm tình tiêu cực nàng nghĩ mình chậm rãi trò cười. Người trưởng thành lớn nhất thể diện, chính là không muốn đem tâm tình tiêu cực truyền cho người khác. Khi sư phó ngươi kiểm tra ta đi, một hương nhìn ra được khương quán cảm xúc không quá cao, cố ý cuốn lấy Khương Quán kiểm tra nàng. Khương Quán biết nàng đây là muốn chuyển di lực chú ý của nàng, trong lòng nàng cảm động, cũng không có cự tuyệt. Hai sư đồ một hỏi một đáp nửa canh giờ liền đi qua, Khương Quán kỳ dị phát hiện tâm tình của mình xác thực trở nên khá hơn không ít. Được rồi, ta tốt không sai biệt lắm a, à. ngươi đem ta nói trọng điểm mới hảo hảo ôn tập một phen. Được, một hương vui vẻ bưng lấy bút ký về phòng mình, vừa mở cửa, liền đối với đi lên gõ cửa tống cửu uyên, hắn đóng cửa phòng đi tới, quán quán, cha ngươi hắn. Nghĩ về kinh đô, kiên quyết như vậy, Khương quán có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng hắn đối đào nương sẽ có lo lắng. Vâng, Tống Cửu Huyên thừa nhận mình có chút tự tư, hắn đem quán quán những năm này gặp phải sự tình đều nói cho Khương Thiệu Văn. Khương gia cũng không phải là không ai, còn có hay không tham dự qua tộc nhân vẫn tồn tại tại kinh đô. Nếu là Khương Thiệu Văn hồi kinh, tân đế khẳng định sẽ đau lòng hắn, không chừng sẽ để cho hắn quan phục nguyên chức. Khương Thiệu Văn muốn cho Khương Quán một cái cường đại nhà mẹ đẻ, thân thể của hắn chịu không được, Khương Quán có chút nhíu mày, cái này người làm sao như thế không nghe khuyên bảo, hắn nói. Hắn muốn làm cố gắng cuối cùng, Tống Cửu Huyên thở dài một tiếng, nếu là không có vượt đi qua, hy vọng ngươi có thể đem hắn cùng mẹ ngươi tán cùng một chỗ, hắn như thế kiên định lựa chọn mẹ ta, kia đào nương làm sao bây giờ, Khương Quán nhớ tới nước mắt trưng trưng đào nương, đây cũng là cái vô tội nữ nhân còn chiếu cố cha nàng lâu như vậy, chương 836, ta sẽ không cùng mẹ ngươi hòa ly, hắn hẳn là sẽ có sắp xếp." Tống Cửu Uyên lôi kéo Khương Quán tay, nhẹ giọng thì thầm hỏi nàng, "Ngươi là thế nào nghĩ, ngươi có phải hay không muốn ta chữa khỏi hắn?" Khương Quán đón Tống Cửu Uyên mặt mâu, nhìn thấu hắn ý nghĩ, Tống Cửu Uyên dùng sức gật đầu, "Vâng, hắn đã khác cưới, ngươi làm sao còn cảm thấy ta sẽ nhận hắn?" Khương Quán có chút tức giận, nam nhân đều là như thế bạc tình nếu là có một ngày nàng không tại, Tống Cửu Uyên có thể hay không cũng như thế, quán quán, ta biết ngươi để ý hắn, Tống Cửu Uyên đem Khương Quán ôm vào trong ngực, ngươi biết hắn là người bị hại, rất nhiều chuyện hắn cũng thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được, trừ cửu cửu, hắn là ngươi người thân nhất, ta không nghĩ ngươi về sau hối hận, thân thể của hắn tựa như phá động bình ngọc, rất khó tu bổ, Khương Quán rồi mới đem mạch lúc đã dưới đáy lòng phân tích qua, cưỡng ép khôi phục ký ức vốn là tổn thương hắn nguyên khí, như hắn còn nhất định phải về kinh đô, xác thực chịu không nổi, vậy các ngươi thật tốt thương lượng, tống cửu biên sợ khương quán khổ sở, hắn ôm nhu bưng lấy mặt của nàng, ta sẽ không bắt buộc ngươi nhận về hắn, ta làm đây hết thảy mục đích đều là vì để ngươi vui vẻ, quán quán, chỉ cần ngươi không vui, ta tuyệt sẽ không bức ngươi, ta phải suy nghĩ một chút, khương quán kỳ thật còn không có nghĩ tới, nàng nghĩ nếu là nương còn ở đó, nhất định sẽ làm cho nàng cứu hắn, bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ, cha nàng nương phi thường yêu nhau, bằng không thì cũng sẽ không ở biết mình tướng công đổi một người lúc kích động như vậy, nàng bỗng nhiên có chút muốn trốn tránh, hai người mặt đối mặt đứng, mặt dán mặt, hô hấp quấn quanh, khương quán nhưng không có ý nghĩ khác, chỉ an tĩnh tự hỏi, nhưng mà có người lại chờ không được, cửa phòng của nàng bị đập vang, một hương ngữ khí có chút tức giận, sư phụ ta đang nghỉ ngơi, ngươi gõ như thế vang làm cái gì? thật có lỗi, ta tìm ngươi sư phó có một số việc, là la nương tử thanh âm, khương quán mở cửa phòng, liền nhìn thấy đỏ mắt đào nương, cùng mặt mũi tràn đầy ưu sầu la nương tử, khương cô nương, chúng ta có thế tâm sự sao, la nương tử ngữ khí cũng không xong, ngược lại mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, nàng có lẽ cũng biết, rất nhiều chuyện không phải khương quán có thế quyết định, la tỷ, được rồi, đào nương đối la nương tử lắc đầu, mấy năm này vốn là ta trộn được hạnh phúc, bây giờ chẳng qua là trở lại nguyên điểm ta không nghĩ miễn cưỡng hắn ngốc cô nương la nương tử đặc biệt không vừa mắt khương quán nghiêng đầu đối tống cử uyên nói ngươi đi ra ngoài trước đi chúng ta mấy cái nữ nương trò chuyện chút thể mình lời nói được tống cử uyên nghe lời tránh ra rất nhanh trong phòng liền còn lại các nàng ba cái một hương bưng tới nước trà nối liền la nương tử lúc này mới chậm rãi mở miệng khương cô nương ta không có mạo mùi ý tứ nhưng ta nhớ được nói qua mẫu thân ngươi đã chết mà đào nương cùng khương đại nhân đã kết thành vợ chồng hai người bọn họ cùng một chỗ cũng không tồn tại đạo đức bên trên vấn đề từng cho nên khương quán gãy nhẹ lên đuôi lông mày nhìn về phía bên cạnh mắt đỏ đào nương đào nương kéo một cái la nương tử la tỷ đừng bảo là ta muốn nói la nương tử hung hăng trừng mắt liếc đào nương người phí sức mệt nhọc chiếu cố hắn nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao coi như làm không được chính thức làm cái tiểu thiếp cũng tốt dù sao cũng phải cho các ngươi mẹ con một ngôi nhà a à. tóm lại nếu là hắn rời đi nhất định phải mang lên ngươi ta ta không xứng với hắn biết khương thiệu văn chân thực thân phận về sau đào nương rất tự ti nàng giống như cuối cùng đã rõ sư phó vì cái gì không cho phép bọn hắn cùng một chỗ bọn hắn vốn cũng không phải là người của một thế giới nhưng các ngươi đã làm nhiều năm như vậy vợ chồng la nương tử cầu khẩn nhìn về phía khương quán khương cô nương cái này sự tình còn xin ngươi giúp đỡ chút, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi?" Khương Quán biểu lộ bất đắc dĩ, "Ta chưa hề đã nói với hắn không cho phép Đào nương đi theo hắn, chuyện của các ngươi ta không tham dự, dù sao ta cũng là đã xuất giá cô nương, quan trọng hơn chính là, kỳ thật nàng cũng không biết nên làm cái gì, một mặt thay mẹ nàng không cam tâm, một mặt dường như lại hung ác không hạ tâm đuổi đi Đào nương, nhưng hắn để ý cái nhìn của ngươi, La nương tự nắm chặt Đào nương tay. Nhìn Đào Nương mặt mũi tràn đầy khổ sở, nàng tâm co lại co lại đau, Đào Nương là cái số khổ hài tử, nàng từ nhỏ liền bị phụ mẫu vứt bỏ, là sư phụ ta thu lưu nàng, thật vất vả gặp gỡ một cái thực tình thích người không dễ dàng, Khương cô nương, cầu ngài, La tỷ, Đào Nương lệ rơi đầy mặt lắc đầu, ngươi đừng nói, ta sẽ dẫn lấy bình an lưu tại Dương Châu, ngươi ngốc hay không ngốc a à ngươi, La nương tử hung hăng khoét nàng liếc mắt, đang muốn nói thêm gì nữa, Khương quán bỗng nhiên mở miệng nói các ngươi hẳn là không gặp qua mẹ ta a à. hai người trầm mặt ở các nàng tự nhiên chưa thấy qua chân chính khương phu nhân khương quán đứng dậy đi đến mình hành lý bên cạnh nàng mượn cái rương che giấu từ không gian lấy ra một bức họa đây là cửu cửu đưa cho nàng họa bên trong là mẹ nàng xuất giá trước bộ dáng khương quán sợ thương tâm vẹn vẹn thăm một lần liền thu vào lúc này nàng lại không nhìn xuống đem họa đem ra họa trục bị nàng chậm rãi triển khai bên trong đứng thẳng một vị ngầu khí lại không mất ưu nhã mỹ nhân nàng cùng khương quán có năm phần tương tự thân mang một bộ hồng y nhìn tùy ý lại tươi đẹp la nương tử cùng đào nương hai người đều ngây người trừ khương quán đây là bọn hắn gặp qua đẹp nhất cô nương trách không được khương thiệu văn nhớ tới lúc trước nương tử về sau đối đào nương thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều đào nương cũng mặc cảm miệng bên trong lẩm bẩm gặp qua dạng này kinh diễm người trách không được hắn không nhìn chúng ta nhiều năm như vậy bọn hắn mặc dù lấy vợ chồng danh nghĩa cùng một chỗ sinh hoạt hai người nhưng lại chưa bao giờ ngủ qua một cái phòng bí mật hai người chỉ là sao bằng hữu quen thuộc một chút muốn nói nhiều thân mật khẳng định không sánh bằng bình thường vợ chồng đào nương cho là hắn cùng nàng từ đầu đến cuối có khoảng cách là thân thể nguyên nhân bây giờ nghĩ lại sợ là mất trí nhớ hắn vẫn là không quên mất lúc trước nương tử nàng che mặt lần nữa rơi lệ đầy mặt khương quán lại nói khẽ ta cậu nhà vốn là võ tướng mẹ ta càng là đi lên chiến trường cô nương lại cứ vì người yêu nàng buông xuống từ nhỏ thích hồng anh thương. Khương quán đầu ngón tay rơi vào vẽ lên cái kia thanh hồng anh thương bên trên, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm. Từ khi thành thân về sau, mẹ ta cho dù múa thương, cũng chỉ là tại hậu viện lặng lẽ múa. Lời này cũng vừa lúc bị đứng tại cổng Khương Thiệu Văn dừng ở trong tay, hắn nâng tay lên có chút dừng lại, đáy mắt cũng thật nhanh hòa hợp hơi nước, là hắn có lỗi với nàng. Thẳng thắn nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, xác thực đặc biệt thay nàng cảm thấy không công bằng. Khương Quán nghiêm túc nhìn chầm chầm đào nương đôi mắt, bỗng nhiên cười, thế nhưng là ta biết, bằng vào ta nương kiêu ngạo, nàng hôm nay nếu là còn sống, biết hai người các ngươi thành hôn, nàng cũng chỉ sẽ hòa ly sau đó tiêu sái rời đi. Mặc dù nàng chưa hề chân chính cùng nguyên chủ nương sinh hoạt qua, nhưng nàng trong trí nhớ người, chính là như thế tư sống, cũng sẽ không vì nam nhân cùng nữ nhân tranh giành tình nhân, cũng là bởi vì dạng này tâm tính mới khiến cho Khương Phu Nhân đố kỵ lại điên cuồng. Đây cũng là nàng muốn nói cho đào nương, quán quán, Khương Thiệu Văn thực sự nhịn không được đẩy cửa ra, hắn y nguyên ngồi tại trên xe lăn, chỉ là cặp mắt kia bên trong tràn đầy đều là bi thương, ta sẽ không cùng mẹ ngươi hòa ly. Chương 837, ta lúc nào nói qua muốn vứt bỏ nàng. Khương quán có chút không phản bác được, hắn có thể nghe thấy tốt nhất, hai người này cũng giao cho hắn. Tướng công, đào nương khổ sở nhìn ngồi tại cửa ra vào người, Tống Cửu Uyên đem người đẩy vào, là ta có lỗi với ngươi khương thiệu văn ấy nấy nhìn qua đào nương ta nếu là không có mất đi ký ức chúng ta như thế qua xuống dưới cũng chưa hẳn không thể nhưng ta nhớ tới quá khứ ta là khương thiệu văn không chỉ có người yêu còn có nữ nhi kia bình an không phải là các ngươi hài tử sao la nương tử lớn tiếng chất vấn nàng thật đúng là không biết đứa nhỏ này không phải hai người bọn họ cái năm đó thu dưỡng hài tử thời điểm la nương tử ra một chuyến xa nhà trở về đào nương trong ngực ôm một đứa bé nàng còn tưởng rằng kia là bọn hắn giấu giếm nàng sinh, la tỷ đào nương đau khổ giải thích, đây chẳng qua là ta nhặt được hài tử, xác thực cùng hắn không có quan hệ máu mũ, nàng biết rõ không nên lại chiếm lấy hắn, nhưng vừa nghĩ tới muốn cùng hắn tách ra, nàng liền khổ sở không được, la nương tử chấn kinh ngốc, nàng không dám tin nhìn qua các nàng, bình an thế mà không phải là các ngươi hài tử, bọn hắn như vậy yêu thương bình an, kết quả đứa nhỏ này thế mà không phải thân sinh, từng, đào nương không nói, lúc trước lưu lại bình an, mềm lòng là một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu là nàng muốn lưu ở bên cạnh hắn, mà giờ khắc này nàng lo nghĩ người, lúc này tất cả tâm tư đều tại Khương Quán trước mặt bức họa kia bên trên, nhìn qua họa bên trong tuyệt mỹ người, Khương Thiệu Văn đau lòng tột đỉnh, ngưng nhi, đào nương đờ đẫn trợn to con mắt, hai người cùng một chỗ sinh hoạt những năm này, mặc dù Khương Thiệu Văn ngẫu nhiên cũng sẽ ôm nhu nhìn nàng, nhưng chưa hề ôm nhu như vậy qua, cặp mắt kia bên trong thâm tình nhói nhói con mắt của nàng, nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó mở miệng nói, gừng lan, nàng không có lại gọi hắn tướng công, khương quán bản ý cũng không phải khuyên lui nàng, nàng đem họa thu vào, chuyện của các ngươi mình thương lượng, không cần cùng ta nói, nàng làm một bộ tư thế xin mời, sở dĩ lấy ra họa, là muốn cho đào nương minh bạch, khôi phục ký ức khương thiệu văn, không có khả năng lại cùng lúc trước đồng dạng, quả nhiên, Đào nương dường như cũng ý thức được bọn hắn không có khả năng lại trở lại lúc trước, trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt, giữa chúng ta vốn là một trận sai lầm, bây giờ ngươi đã khôi phục ký ức, chúng ta đều nên trở về đến nguyên bản trên đường. Đào nương, la nương tử y nguyên thay nàng bất bình, nàng từ vừa rồi chấn kinh bên trên đi tới, ngữ khí nghiêm túc đối Khương Thiệu Văn nói, Phúc sinh, những năm này đào nương làm sao chiếu cố người ta đều một năm một mười nhìn ở trong mắt, coi như giữa các ngươi không có vợ chồng tình ý, nhưng Dương Châu Thành ai không biết các ngươi là vợ chồng, ngươi nếu là bỏ xuống đào nương, nàng về sau làm sao tự xử, ta lúc nào nói qua muốn vứt bỏ nàng, Khương Thiệu Văn thần sắc có chút không hiểu, vừa rồi hắn cũng chỉ là cùng đào nương đơn giản trò chuyện vài câu, báo cho nàng hắn khôi phục ký ức, nhưng hắn chưa hề nói qua muốn đơn độc bỏ xuống đào nương, đào nương đầy rẫy mừng rỡ, nàng yêu thích nhìn về phía Khương Thiệu Văn, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, nhưng lại không biết làm sao biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này ý của ngươi là muốn dẫn nàng cùng rời đi la nương tử cũng đặc biệt thay đào nương vui vẻ tình cảm vừa rồi đều là bọn hắn buồn lo vô cớ khương quán ngược lại là không có gì ý nghĩ nàng lẳng lặng ngồi ở đằng kia dù sao nàng tiếp xuống mục đích là cửu châu cùng khương thiệu văn cũng khác biệt đường quán quán khương thiệu văn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía khương quán ta ngươi không cần cùng ta thương lượng khương quán thở dài tống cửu uyên phải cùng ngươi đã nói ta cùng khương gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ kia không tính, Khương Thiệu Văn sinh khí nói, kia là gừng thiệu võ tự mình làm quyết định, hắn đại biểu không được ta, ngươi là ta cùng ngưng nhi nữ nhi, ai cũng thay đổi không được, ngươi khả năng không biết, Khương Quán ánh mắt rơi vào trên họa trục, ta tại Khương gia thời gian qua không tốt lắm, cho nên ta đối bên kia không có gì lưu niệm, trong thời gian ngắn càng sẽ không về kinh đô, về phần hai người các ngươi sự tình, ánh mắt của nàng rơi vào đào nương trên thân, mẹ ta đã không tại, ta cũng không thể thay nàng làm bất kỳ quyết định gì. Ngươi nếu là có người thích, muốn đem đối phương cưới trở về, ta sẽ không nhúng tay. Vừa nhìn thấy bọn hắn lúc, nàng xác thực rất tức giận. Hiện tại ngược lại là nghĩ thoáng một chút, người sống cũng nên sống sót. Khương quán để đào nương trong lòng yêu thích. Nói như vậy, nàng cùng tướng công y nguyên còn có thế sinh hoạt chung một chỗ sao. La nương tử cũng xông nàng trấn an cười một tiếng. Chỉ cần Khương cô nương không nhúng tay vào, chắc hẳn Khương Thiệu Văn nhất định sẽ dẫn bọn hắn đi. Nhưng mà các nàng làm sao cũng không ngờ đến, Khương Thiệu Văn bởi vì Khương Quán kém chút điên, hắn nắm chặt xe lăn nắm tay, quán quán, ta biết ngươi đây là đối ta thất vọng, bằng không thì cũng sẽ không như thế không thèm để ý chuyện của hắn. Hắn ấy nấy ánh mắt rơi vào đào nương trên thân, đào nương, những năm này vất vả ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, nhưng ta phụ ngưng nhi, càng làm hại nàng cùng quán quán qua lâu như vậy thời gian khổ cực, ta thật không mặt mũi lại cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, cho nên rất xin lỗi ta không thể mang ngươi rời đi khương thiệu văn ngươi nói vẫn là tiếng người sao la nương tử không nghĩ tới khương quán không có phản đối khương thiệu văn cách làm lại như thế cặn bã nàng tức thiếu chút nữa vất tay áo vẫn là đào nương nghĩ đến khương thiệu văn thân phận hôm nay không giống nàng một cái níu lại la nương tử la tỷ ngươi trước đừng xúc động ta tỉnh táo không được la nương tử thần sắc nghiêm nghị trừng mắt khương thiệu văn ngươi có phải hay không quên đi trước đó ngươi bị nện tổn thương chân là ai không biết ngày đêm chiếu cố ngươi, là ai không để ý ngươi một thân ô uế, càng là ai đối ngươi không rời không bỏ, la tỷ, đây đều là ta tự nguyện, cái gì tự nguyện không tự nguyện, ngươi không có hắn về sau làm sao bây giờ, la nương tử gấp không được, Khương Thiệu Văn đều không chen vào lọc miệng, đợi nàng mắng xong, hắn mới không vội không chậm nói, ta còn chưa nói xong, ngươi nói, ta nhìn ngươi có thể hay không nói ra một đóa hoa, la nương tử khí cả người đều nhanh muốn nổ rớt, nếu không phải là bởi vì Khương Quán thông tình đạt lý, nàng đã nghĩ lên tay cào Khương Thiệu Văn. Khương Thiệu Văn khẽ thở dài một tiếng, viết Khương Quán liếc mắt, đáng tiếc Khương Quán đang cùng Tống Cửu Viên thấp giọng nói chuyện, căn bản liền không có chú ý tới hắn. Khương Thiệu Văn đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt thất lạc, cuối cùng vẫn là nói ra bản thân dự định, ta biết là ta chậm trễ đào nương, cho nên ta sẽ cho ngươi tại Dương Châu thành đặt mua một chỗ đơn độc viện tử, cũng sẽ mua cho ngươi một chút hạ nhân chiếu cố mẹ con các ngươi chờ ta hồi kinh về sau ta càng sẽ theo tháng cho ngươi gửi bạc sinh hoạt hắn có thể làm đến cũng chỉ có những cái này ngươi cho rằng nàng muốn là những cái này sao la nương tử không nghĩ tới khương thiệu văn mỏng như vậy tình biết sớm như vậy nàng lúc trước liền không nên giúp đỡ đào nương cầu sư phó đáp ứng bọn hắn hôn sự ta biết khương thiệu văn ấy nấy nhìn về phía đào nương ta thừa nhận chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt thời gian bên trong ta cũng không phải là đối ngươi hoàn toàn vô ý nhưng đây không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là ở chung lâu sinh ra ảo giác, mà lại, ta tổn thương thân thể, cũng không thể qua bình thường vợ chồng sinh hoạt, ta cho ngươi lưu bạc, ngươi có thể mang theo bình an qua rất tốt, nếu là có thể, tái giá cũng không phải, chương 838, có ta ở đây, ngươi tạm thời chết không được, ngươi hỗn đảng, đào nương cất cao thanh âm đánh gãy Khương Thiệu Văn, ta nói qua, đời này chỉ ngươi một cái. Tống cửu huyên ngay tại thay Khương Quán lục quyết hai người ngồi tại lò lửa bên cạnh, một bộ người đứng xem dáng vẻ, nàng không muốn tham dự, Khương Quán thấp giọng, nếu không phải là bởi vì hắn là ta, cha đẻ, ta xác thực cảm thấy hắn rất cặn bã, thân thể không tốt thời điểm người ta tận tâm tận lực chiếu cố hắn, lúc này khôi phục ký ức liền nghĩ trở mặt không quen biết, Tống Cửu Uyên, ngươi đây là biểu tình gì, nhìn hắn nghiêm mặt, Khương Quán im lặng kéo ra miệng, ta thật nghĩ thoáng, xuyên qua trước nàng đến từ hiện đại, niên đại đó một nửa khác mất sớm về sau, 80% nam tử đều sẽ khác cưới, chân chính có thể làm đến cả một đời chỉ yêu một người 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 có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiêu tan về tiêu tan, cái này cha vẫn là không thể tùy tiện nhận, thanh âm của nàng cũng không nhỏ, mỗi chữ mỗi câu rơi vào Khương Thiệu Văn trong tai, hắn càng khó chịu hơn, thật xin lỗi đào nương, nói xin lỗi có làm được cái gì, cặn bã, la nương tử hung hăng phi một câu, dắt lấy đào nương nói, đào nương, chúng ta đi hắn không muốn tỷ ngươi muốn ngươi, quay đầu tỷ cho ngươi tìm tốt hơn nam nhân, la tỷ, đào nương cẩn thận mỗi bước đi, đến cùng vẫn là đi theo la nương tử đi, chỉ là trong mắt không cầm được khổ sở, khương quán một bên gặm lấy hạt dưa, một bên hững hờ hỏi, ngươi cũng không để lại nhất lưu, quán quán, từ ngươi xuất hiện đến bây giờ, ngươi còn chưa kêu lên cha ta, khương thiệu văn ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm khương quán, có chút không được tự nhiên rời đi đề tài, hắn bây giờ thân thể, cưới ai cũng là liên lụy, thay ngưng nhi trông coi cũng tốt, quá lâu không gặp, ngươi thân huynh đệ đỉnh lấy gương mặt này khi dễ qua ta quá nhiều lần, thực sự không gọi được, Khương Quán thực sự nói thật, nguyên chủ bị buộc vừa thành thân liền hương tiêu ngọc vẫn, đều là giả, Khương Thượng Thư làm, Khương Thiệu Văn lập tức ấy nấy không được, không gọi được liền không gọi đi, chờ ngươi muốn gọi lại nói, hắn sẽ tại có hạn thời gian đối với quán quán tận lực tốt một chút, ta thay ngươi đem bắt mạch, Khương Quán thả tay xuống bên trong hạt dưa tiến lên, mạch đập của hắn loạn không được nếu không phải gặp gỡ nàng qua không được bao lâu xác thực muốn cát nhưng mà nàng đến cùng là nguyên chủ cha cũng trách thảm coi như thay nguyên chủ cùng nguyên chủ nương cứu đi nghĩ như vậy khương quán chậm rãi nói ta muốn đi trước cửu châu ngươi nếu là nguyện ý liền theo chúng ta cùng một chỗ ta trước thay trị cho ngươi một trị thân thể chờ ngươi thân thể tốt một chút ngươi nghĩ về kinh đô ta không ngăn cả ngươi ai tốt tất cả nghe theo ngươi Khương Thiệu Văn liên tục không ngừng gật đầu, một bộ sủng nữ bộ dáng, Khương Quán nhịn không được nhớ tới vừa rồi đào nương. Về phần đào nương hai mẹ con, tùy ngươi mình, ta thật không ngại. Dù sao mẹ nàng bài vị đều bị nàng từ Khương gia dời ra ngoài, lấy nàng cửu cửu tính tình. Biết Khương Thiệu Văn khác cưới, khẳng định cũng sẽ đem mẹ nàng dời về hứa gia tổ trạch. Khương Thiệu Văn còn không biết Khương Quán đáy lòng oán thầm, hắn hết sức chăm chú suy tư một chút. Đào nương nàng là một cô gái tốt, chỉ là quá khứ của ta quá nặng nề, ta không có tư cách cũng không có năng lực lại đi yêu một nữ nhân khác. Hắn thừa nhận mình đối nàng là động qua tâm, nhưng kia là tại hắn quên thân phận của mình thời điểm. Bây giờ nhớ lại quá khứ, hắn không nghĩ lại đối đầu không dậy nổi ngưng nhi sự tình. Tùy ngươi, Khương Quán cũng không tính nhúng tay chuyện của hắn, nàng viết một tấm thuốc phương tử đưa cho một hương. Đi hiệu thuốc đem những cái này thuốc đều bắt tới, ta trên đường khả năng cần dùng đến, trừ tống cửu uyên, không ai biết nàng không gian dược liệu nhưng nghiêm đại phu cùng một hương là hiểu y cho nên khương quán nhất định phải làm hai tay chuẩn bị chuẩn bị một chút dược liệu trên đường dùng cũng không tệ có ngay sư phó yên tâm ta nhất định cẩn thận nhìn kỹ chút một hương liên tục không ngừng tiếp nhận thuốc phương tử bởi vì quá nhiều dược liệu nàng còn kéo lên nghiêm đại phu cùng một chỗ mà lúc này khương quán ngồi xổm ở khương thiệu văn trước mặt sắc mặt nặng nề nói ta cần nhìn xem hai chân của ngươi tổn thương đi đứng đương nhiên phải trông thấy vết thương. Khương Thiệu Văn nghĩ đến trên đùi giữ tận vết thương, có chút khó khăn, quán quán, kỳ thật ta, hắn bỗng nhiên sinh thoái ý, cũng không muốn hù đến Khương Quán. Nhưng mà Khương Quán đã thô bạo bắt hắn lại chân, sau đó dùng vén lên ống quần, lộ ra cặp kia bị ngọn lửa ăn mòn qua hai chân. Khương Thiệu Văn trên đùi che kín cổ xưa vết sẹo, giao thoa bắt mắt, đập vào mắt kinh hải, liền cùng lúc trước nhìn thấy tống cửu uyên vết thương trên người lúc, Khương Quán chấn động trong lòng sau đó rất nhanh thu liễm lại đáy mắt dị sắc, nghiêm túc bắt đầu kiểm tra. Khương Thiệu Văn có thể sống đến hiện tại quả thật có chút vận khí, lúc trước bị hạ độc lúc trên thân liền lưu lại dư độc, những năm này lại nhận qua không ít ngoại thương, trước trước sau sau đối cái này đều thân thể tạo thành không ít tổn thương. Khương Quán Mi tâm nhào tại cùng một chỗ, Tống Cửu Uy nhìn ra trong mắt nàng khó xử, quán quán, chớ có cưỡng cầu mình, chúng ta từ từ sẽ đến. Hắn cổ vũ nhìn qua Khương Quán tay, những vết thương này cũng không phải một sớm một chiều tạo thành, trị liệu cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đúng vậy a, à, không vội. Khương Thiệu Văn tại Khương Quán trước mặt Vĩnh Viễn là cẩn thận từng ly từng tí, sợ nàng sinh khí, lại sợ nàng căn bản không thèm để ý hoàn toàn sẽ không tức giận, có chút phức tạp. Khương Quán thở dài, chẳng qua lại phức tạp, cũng không thể vứt xuống hắn mặc kệ, tốt xấu hắn cho nguyên chủ một cái mạng, phức tạp liền phức tạp đi, ông trời để ta sống đến lần nữa nhớ tới ngươi nhìn thấy ngươi đã là đối ta ban ân không phải ta liền nên tại năm đó rời kinh thời điểm cùng mẹ ngươi cùng chết khương thiệu văn khóe miệng khấp lấy hoài niệm đại khái là nhớ tới lúc trước vui vẻ vợ chồng sinh hoạt có ta ở đây ngươi tạm thời không chết được khương quán không cao hứng liếc mắt ghim kim ngâm tắm thuốc uống thuốc ta sẽ từng cái thu xếp ngươi thử xem tất cả nghe theo ngươi khương thiệu văn ôm nhu nhẹ gật đầu bộ dáng kia để khương quán có chút không đành lòng trách cứ nàng quay lưng đi ngươi trở về dọn dẹp một chút đi chúng ta sáng sớm ngày mai liền rời đi. Tống Dịch, ngươi đưa khương đại nhân trở về dọn dẹp một chút. Tống Cử Uyên một câu khương đại nhân để khương thiệu văn mười phần không được tự nhiên. hắn khoát tay áo, hiện tại nơi nào có cái gì khương đại nhân để người ta nghe trò cười, vẫn là gọi ta danh tự đi. hắn ngược lại là nghĩ tại Tống Cử Uyên trước mặt bày nhạc phụ giá đỡ, nhưng quán quán đều không có nhận hắn, hắn không dám. vâng. Tống Dịch gật đầu, đem khương thiệu văn đẩy đi ra, bọn người rời đi. Khương quán mới hừ nhẹ một câu. Tống cửu uyên. Ngươi gan mật. Ngươi đến cùng là đứng bên kia. Tự nhiên là đứng quán quán bên này. Tống cửu uyên nhẹ nhàng nắm ở khương quán vai. Ngữ khí ôn nhu. Khương thiệu văn là ngươi huyết thống bên trên phụ thân. Coi như là vì nhạc mẫu. Chúng ta tạm thời đừng quản những cái kia ân ân quán quán. Ta hiểu được. Khương quán lại làm sao không rõ những cái này. Nàng thở dài. Cũng may. Nàng sẽ nhớ mẹ nàng. Người chết về sau A. Sợ nhất là trên đời này không có bất kỳ người nào nhớ thương nàng, đó mới là thật từ thế giới này biến mất. Chương 839, hắn trở nên tốt lạ lẫm, Tống Dịch đưa Khương Thiệu Văn về một chuyến nàng cùng Đào Nương ở lại tiểu viện. Khi trở về khương quán liền trông thấy hắn mang Đào Nương cùng Bình An hai người. Nàng ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng đối mặt nàng lúc, Khương Thiệu Văn đáy lòng ấy nấy không được. Quán quán, ta bản ý là muốn đem bọn hắn lưu tại Dương Châu. Đào Nương là cái nhược nữ tử bình an niên kỹ lại nhỏ chúng ta cũng đi rất gấp không cần giải thích khương quán đánh gãy khương thiệu văn khổ tâm nghĩ lấy cớ nàng liếc qua khuôn mặt vẻ u sầu đào nương nói các ngươi người một nhà sự tình mình thương lượng xong là được hắn rõ ràng là đối đào nương sinh tình cảm nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận có la nương tử tại không ai dám khi dễ bọn hắn nhưng hắn không bỏ xuống được bọn hắn khương quán đã sớm nhìn ở trong mắt chưa hề nghĩ tới chia rẽ bọn hắn nàng dạng này đạm mặt đem mình xem như người ngoài thái độ làm cho khương thiệu văn mười phần khổ sở chính là bởi vì không có đem hắn xem như cha cho nên mới không thèm để ý các nàng sự tình đi hắn khổ sở tột đỉnh đào nương bỗng nhiên mở miệng nói khương cô nương thực sự thật có lỗi theo lý mà nói ta không nên dây dưa khương đại nhân nhưng những năm này đều là ta chiếu cố ta cũng rõ ràng hắn yêu thích xin nhường ta đang chiếu cố hắn một đoạn thời gian chờ hắn hoàn toàn khôi phục ta sẽ dẫn lấy bình an về Dương Châu Thành. Hai người nói tới nói lui vẫn để tâm Khương Quán ý nghĩ, Khương Quán đã lười nhát giải thích, nàng khoát tay áo nói, tùy các ngươi, chúng ta trước kia liền xuất phát, đêm nay ta muốn chuẩn bị chút dược liệu, châm cứu một lần tắm thuốc một lần, các ngươi làm một chút chuẩn bị, được, đào nương nhìn Khương Quán thật không có sinh khí, trên mặt nàng tràn ngập yêu thích, mặc dù bị Khương Đại Nhân tổn thương tâm, đến cùng là ở chung nhiều năm như vậy người, nàng vẫn là hy vọng có thế chiếu cố thật tốt hắn. Khương Thiệu Văn lại có thể cảm giác được Khương Quán đối bọn hắn cũng không thân thiện, hắn cũng không có miễn cưỡng. Ngược lại là từ trước đến nay hoặc bác bình an, hắn tại Khương Quán trước mặt bọn hắn có chút câu thúc. Nhưng Khương Thiệu Văn vẫn kiên nhẫn dạy hắn, bình an, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ, bình an ngoan ngoãn ngước cổ. Lúc trước phúc sinh không có họ, cho nên hắn cũng không có họ. Từng Khương Quán tại hài tử trước mặt luôn luôn không có sức chống cự, nàng cho một cái nụ cười thân thiện. Tối nay thu xếp bọn hắn ngồi tại khách sạn, cùng các nàng chung sống một phòng, hương quán luôn luôn có chút lúng túng. Cũng may còn có tống cửu uyên, hắn thỉnh thoảng nói một hai câu, để Khương Thiệu Văn có thế nối liền lời nói, quán quán, mẹ ngươi nàng. Có hay không lưu lại cho ta chỉ tự phí ngữ, Khương Thiệu Văn đến cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra chôn giấu dưới đáy lòng cả ngày vấn đề. Hắn muốn biết ngưng nhi có hay không oán hận chính mình, không biết. Khương Quán cũng là lời thật nói thật, khi đó chúng ta cũng không biết kia là giả ngươi, trừ nương cùng tổ mẫu, nàng phát hiện đây không phải là trượng phu của mình, nhưng lại bị tổ mẫu đè ép xuống, ta như vậy nhỏ, nàng vì bảo hộ ta, cũng chưa từng cùng ta nói qua, nhấc lên Khương Phu Nhân, Khương Quán tim luôn luôn buồn buồn, nàng nhìn về phía tống cửu uyên, từ nương qua đời về sau, ta tại thượng thư phủ qua thời gian liền nha hoàng cũng không bằng, càng đừng đề cập tiếp xúc nương di vật, cho dù về sau ta thay nương báo thù, rất nhiều thứ tại thời gian dài bên trong đã sớm thất lạc. Về phần nàng về sau tìm tới những cái kia nương chuẩn bị cho nàng đồ cưới cùng tin, Khương Quán không nói, có lẽ tại mẹ nàng trong mắt, cha nàng đã sớm chết đi, cho nên nàng thật chưa hề đề cập qua hắn. Ta biết, Khương Thiệu Văn đáy mắt xẹt qua một giọt nước mắt, cái gì cũng không có, nói chung trong lòng là oán trách hắn, trách hắn không có bảo vệ hài tử, nhìn hắn lần nữa tại Khương Quán trước mặt khóc, đào nương chột dạ đặc biệt phức tạp, nàng kéo căng bình an tay nhỏ lại phát hiện mình liền khuyên tư cách đều không có, ta còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm tắm thuốc có thể sẽ tương đối thống khổ. Khương Quán trực tiếp dời đi đề tài, nói cho cùng, nàng cũng không nghĩ sách năm đó chuyện thương tâm, được. Khương Thiệu Văn cầm xe lăn đem tay có chút nắm chặt, nhìn ra được, quán quán cũng không phải là rất chào đón hắn, không quan hệ, chờ hắn tốt, hắn mới hảo hảo đền bù quán quán, ra phòng, tống cửu huyên cùng Khương Quán thương lượng, cha ngươi tìm tới tin tức, vẫn là phải viết thư nói cho hoàng thượng, dù sao giả thượng thư hoạch tội, có thể đem Khương Thiệu Văn lại là vô tội, huống chi hắn vẫn là Khương Quán phụ thân, Khương Quán bây giờ là công chúa, thân phận tự nhiên lại càng thêm không giống, giấu giếm thế nhưng là đại tội, ta biết, Khương Quán ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thiên không không biết khi nào đen lên, từng khỏa ngôi sao lóe ra, ngươi không phải thường xuyên cho hoàng thượng viết thư sao. Tiện thể sách đầy miệng đi nàng lười nhát đơn độc cho hoàng đế viết thư, chủ yếu là cũng không có cái tâm tình này. tốt, ta đến viết. tống cử uyên cưng chiều vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, đi vào đi. bên ngoài lạnh. tống cử uyên đều nói người sau khi chết sẽ hóa thành trên trời ngôi sao. ngươi nói mẹ ta có phải là cũng đang nhìn ta? khương quán phát hiện mình gần đây càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng nàng xuyên qua đến về sau nguyên chủ nương đã cắt a. vì cái gì nhớ tới nàng, nàng sẽ khó như vậy qua. nếu thật là dạng này khi nàng khẳng định đang nhìn ngươi. Tống cửu uyên xa xăm ánh mắt rơi vào thiên không, nếu thật sự là như thế, cái kia thiên không nhất định có thật nhiều thật nhiều năm đó chiến hữu của chúng ta, đúng không? Khương quán thả lỏng trong lòng cuối thương cảm, bỗng nhiên quay người về ôm lấy tống cửu uyên, kỳ thật sớm tại đến tìm lúc trước hắn, chúng ta liền biết hắn mất trí nhớ, khi đó ta liền tưởng tượng qua hắn có thể sẽ có mới gia đình, ừm, ta biết, tống cửu uyên minh bạch khương quán ý nghĩ, ngươi là tại thay nương không đáng ngươi hiểu liền tốt, Khương Quán bôi một chút khóe mắt lạnh buốt nước mắt, bỗng nhiên cười, Tống Cửu Uyên, ngươi nói người có phải là kỳ quái hay không, nếu như ta nương qua đời hồi lâu, hắn còn một người đơn lấy sầu não uất ức, có lẽ một số năm sau ta sẽ còn chủ động giúp hắn tìm một cái tương cứu trong lúc hoạn nạn đối tượng, để hắn không muốn đắm chìm trong trong bi thống, nhưng hiện nay, miệng ta đã nói lấy tiếp nhận, trong lòng vẫn là rất là khó chịu, cho nên nói người cảm xúc quá phức tạp, quán quán, Tống Cửu Uyên ôm chặt Khương Quán, ngươi gánh vác nhiều lắm, thích hợp thư giãn một tí, hết thảy có ta đâu. Từng ân, Khương Quán hừ nhẹ một tiếng, được rồi, trở về phòng, theo giúp ta đi chuẩn bị dược liệu. Ngươi nói đúng, coi như mẹ ta vẫn còn, nàng khẳng định cũng sẽ để ta cứu hắn. Thực tình yêu người, nàng khẳng định hy vọng hắn thật tốt, được. Tống Cửu Uyên cưng chiều cười một tiếng, bồi tiếp nàng về đến phòng, hai người rất nhanh liền trở lại không gian. Nửa đường một hương mua dược liệu trở lại qua một lần, Khương Quán đem dược liệu cùng nhau bỏ vào không gian, hơn một canh giờ về sau, nàng mới từ không gian ra tới, chuẩn bị gói thuốc để khách sạn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng. Khương Quán đi vào cho Khương Thiệu Văn chuẩn bị gian phòng, Đào Nương cùng Bình An gian phòng tại nơi khác, rõ ràng ngày bình thường ở chung coi như không tệ vợ chồng, hiện nay Khương Thiệu Văn lại không nguyện ý để Đào Nương hầu hạ hắn tắm rửa. Khương Quán đến lúc đó, Khương Thiệu Văn chính nghiêm mặt, "Đào Nương, đa tạ hảo ý của ngươi, chẳng qua chính ta có thể làm." Rõ ràng còn là cùng là một người, Đào Nương cảm thấy hắn trở nên tốt lạ lẫm. Chương 840, hắn thật xin lỗi Ngưng Nhi, trước kia đều là ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Đào Nương tròng mắt nhìn xem trong tay khăn, trong mắt cô đơn gần như sắp muốn tràn ra ngoài, "Thật xin lỗi." Khương Thiệu văn mặt mũi tràn đầy dây dứt, rõ ràng lúc trước ở chung rất tự nhiên người, nhưng từ khi khôi phục ký ức về sau, mỗi khi nàng đụng phải hắn thời điểm, hắn liền sẽ nhớ tới Ngưng Nhi, "Hắn thật xin lỗi ngân Nhi." "Được rồi, Đào Nương thả tay xuống bên trong quần áo cùng khăn, "Đây là ngươi thay giặt quần áo, ta đi ra ngoài trước." Nàng che mặt dự định ra ngoài, vừa quay đầu liền đối đầu Khương Quán cùng Tống Cửu Viên một hương bọn người. Đào Nương gạt ra một vòng mỉm cười, "Khương cô nương, làm phiền ngươi tốn nhiều chút tâm tư." Kỳ thật nàng không thể nào tin được Khương Quán có thể trị hết hắn, dù sao nàng còn trẻ như vậy, đã từng nàng tìm vô số đại phu cho hắn nhìn qua. "Sư phụ ta y thuật cao minh, đối đãi người khác còn tận tâm tận lực." Huống chi đây là nàng, một hương chạm tới Khương Quán ánh mắt, liên tục không ngừng ngừng lại miệng, chỉ nói, yên tâm, sư phụ ta nhất định có thể trị hết hắn, vậy là tốt rồi. Đào nương ngước mắt liếc qua Khương Thiệu Văn, hắn vẫn là không có lưu nàng, nàng cuối cùng chỉ có thể cô đơn rời đi. Khương Quán bọn hắn tiến đến, Khương Thiệu Văn không được tự nhiên giải thích nói, khôi phục ký ức về sau, ta cũng không biết mình rốt cuộc là phúc sinh vẫn là Khương Thiệu Văn, đầu óc đều nhanh muốn phân liệt. Vừa khôi phục ký ức có thể như vậy rất bình thường, Khương Quán giải quyết việc chung lấy ra hòm thuốc chữa bệnh, đối Tống Cửu Uyên nói, ngươi đi làm việc trước đi, tốt, ta đi viết thư. Tống Cửu Uyên nhìn nàng cảm xúc cái gì đều khôi phục không tệ, lúc này mới yên tâm rời đi, chẳng qua trước khi đi vẫn là bàn giao Tống Dịch chờ chút hỗ trợ. Khương Quán cùng một hương hai cái cô nương, tự nhiên không tốt hầu hạ Khương Thiệu Văn Ngâm tắm thuốc, nằm đi. Khương Quán theo nghề thuốc liệu trong trương lấy ra ngân châm một hương bưng nàng ngân châm bao vải đứng ở sau lưng nàng, quán quán, ta, sắp đến trước mắt, Khương Thiệu Văn bỗng nhiên có chút xấu hổ, hắn lúng túng nói, không phải vẫn là gọi cái nam đại phu tới đi, hắn nhớ kỹ trong bọn họ có vị nghiêm đại phu, cha nuôi ta y thuật có thể không sánh bằng sư phụ ta, một hương kiêu ngạo khẽ nâng lấy cái cầm, sợ hắn không tín nhiệm Khương Quán, lại giải thích nói, sư phụ ta là dược vương cốc người, ngươi nhập dược vương cốc, Khương Thiệu Văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc trước tại kinh đô lúc hắn đối dược vương cốc hơi có nghe thấy không nghĩ tới nữ nhi của hắn thế mà là dược vương cốc người từng khương quán nhẹ nhàng gật đầu cũng không tâm tình giải thích cặn kẽ mà là thúc hắn thật tốt nằm kỳ thật ta thân thể này như thế nào trong lòng ta cũng có chút số khương thiệu văn bất đắc dĩ nằm xuống hắn đưa lưng về phía khương quán trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ đã là cường nổ chi cung các thân thể tỉnh dưỡng tốt một chút ta liền về kinh đô cùng ngươi nương hắn chưa hề nghĩ tới thân thể có thể khỏi hẳn, mà là nghĩ tỉnh dưỡng tốt một chút, tối thiểu có thể trải qua được đường dài bôn ba. Khương Quán không nói chuyện, hành châm trước, nàng vừa cẩn thận thay Khương Thiệu Văn bắt mạch, xác định rõ châm pháp mới chậm rãi xuống tay. Khương Thiệu Văn vốn định thừa cơ hội này thật tốt cùng Khương Quán tâm sự, ai biết không nói mấy câu, hắn liền buồn ngủ ngủ thiếp đi, nhìn hắn hai mắt nhắm chặt. Khương Quán một bên hạ châm vừa hướng một hương nói, lần này châm yếu lĩnh ta lại cùng ngươi nói rõ chi tiết mấy lần, nhớ kỹ ghi bút ký, có thừa thời điểm lấy thêm ta đưa ngươi tên tiểu nhân kia đâm một đâm thử xem, quen tay hay việc, sư phó yên tâm, ta đều nhớ kỹ đâu, một hương cầm sư phó đưa cho nàng bút thang, nhanh chóng muốn lĩnh ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên, trong thân thể huyệt vị quá nhiều, kém một trong hào sai chi ngàn dặm, khương quán đầu ngón tay nhanh chóng vất qua khương thiệu văn chân, một cây lại một cây ngân châm rơi xuống, cuối cùng mấy châm lúc nàng cái trán bắt đầu thấm lấy mồ hôi, cứ việc nàng đã vận khởi dị năng, nhưng Khương Thiệu Văn thân thể quá kém, chân lại phế lợi hại, nàng nhất định phải hạ điểm mảnh dược. Sư phó, ta thay ngươi lau lau mồ hôi, một hương nhanh chóng cầm bên cạnh khăn, một chút xíu thay Khương Quán lau mồ hôi. Nàng đúng là cái phi thường hợp cách trợ lý, luôn có thể tại Khương Quán cần thời điểm đưa lên thích hợp nhất đồ vật. Tốt, rốt cục, Khương Quán hạ xong tất cả châm, trên giường Khương Thiệu Văn từ từ nhắm hai mắt mắt, mi tâm có chút nhăn nhăn, nói chung vẫn là không quá thoải mái, chuẩn bị tắm thuốc. Một hương gật đầu, lại để cho tiểu nhị đốt hai thùng nước, mà Khương Quán cầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng dược liệu một chút xíu bỏ vào trong thùng tắm. Trong thùng tắm nước dựa theo nàng phân phó chỉ thả ba phần chi, nàng thừa dịp một hương không tại, lặng lẽ thả một điểm nước linh tuyền. Một khắc đồng hồ về sau, một hương cùng tiểu nhị dẫn theo nước nóng trở về, Khương Quán vừa vặn lên châm, tất cả ngân châm nhổ xong, Khương Thiệu Văn vừa vặn yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối đầu Khương Quán điềm tĩnh mặt. Nàng cùng Ngưng Nhi dáng dấp cũng rất tương tự, Khương Thiệu Văn nhìn sững sờ quá khứ, vẫn là Khương quán nhắc nhở hắn, tỉnh lại liền đi tắm rửa đi, quá trình ta đã giao phó xong tống dịch, có cái gì khó chịu ngươi để hắn gọi ta, giọng điệu của nàng tuyệt không xen lẫn cái gì tình cảm riêng tư, liền phản phất hắn chỉ là bệnh nhân của nàng một trong, Khương Thiệu Văn đè xuống đáy lòng thất vọng mất mát, trở mình ngồi thẳng lên, cũng là giờ khắc này, hắn chợt phát hiện lúc trước vẫn không có tri giác nửa người dưới truyền đến một trận toàn tâm đau đau hắn thế mà lại đau rồi khương thiệu văn ngạc nhiên nhìn về phía khương quán nữ nhi y thuật so với nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đau là chuyện tốt không thương mới khó trị khương quán cũng không có nghĩ đến một lần châm cứu liền có thể kích thích hắn cảm giác đau nàng vẫn là thật vui vẻ tống dịch căn cứ nàng phân phó đem người lưng đến thùng tắm bên cạnh khương quán chỉ vào bên cạnh nước nóng nói trước đổi một thùng đi vào chờ nhiệt độ nước lạnh một chút về sau lại thêm một thùng được rồi công chúa yên tâm Tống dịch nghe lời muốn đào Khương Thiệu Văn quần áo, Khương Thiệu Văn lại tại nghe thấy tống dịch một câu công chúa lúc lại kinh ngạc đến ngay người. Công chúa, những năm này hắn rời đi về sau phát sinh sự tình quá nhiều, Khương Quán cùng tống cửu uyên cũng không có chuyện vô cự tế toàn bộ nói cho hắn, cho nên biết Khương Quán biến thành công chúa về sau hắn đúng là khiếp sợ. Từng, tân đế phong, Khương Quán ngữ khí đặc biệt tùy ý, thật giống như tại cùng người khác thảo luận ăn cái gì điểm tâm, căng dặn xong tống dịch, Khương Quán liền dẫn một hương rời đi phòng, nhìn xem nóng hôi hổi thùng tắm, Khương Thiệu Văn không để ý tống dịch liền đem hắn bỏ vào, tê, vừa đau lại bỏng, Khương Thiệu Văn kém chút lên tiếng kinh hô, chẳng qua sợ Khương Quán nghe thấy, hắn chỉ có thể chịu đựng, tống dịch nhìn hắn phần lưng đều ngâm đỏ, nhỏ giọng nhắc nhở, Khương Đại Nhân, công chúa y thuật cao minh, cái này tắm thuốc hiệu quả khẳng định cũng vô cùng tốt, ngươi nhẫn nại nhẫn nại, yên tâm, ta có thể chịu, Khương Thiệu Văn cắn răng nhẫn nại lấy, điểm ấy tử đau nhất tính là gì so với những cái kia đau thấu tim gan quá khứ những cái này đều còn tại hắn chịu đựng phạm vi dù là như thế hắn vẫn là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn thanh âm này bị đứng tại cổng đào nương nghe vừa vặn khương cô nương sẽ đau lắm hả tự nhiên sẽ đau khương quán không hiểu nhìn về phía đào nương chữa bệnh nào có không thương a à? huống chi tình trạng cơ thể của hắn kém như vậy